Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Phương Thảo sẽ mang tới cho các bạn phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện. Trong phần 2 này, sau khi phát hiện mọi chuyện năm xưa không như những gì cô nghĩ, anh và cô đều chỉ là nạn nhân của việc tranh giành quyền lực, cô cũng đã mềm lòng và tha thứ cho anh. Và anh cũng quyết tâm lần này sẽ kiên quyết từ bỏ tất cả để bảo vệ an toàn cho mẹ con cô. Thế nhưng ngăn cách giữa địa vị, thân phận và những âm mưu toán tính để được ở bên cạnh nhau đâu có dễ dàng như vậy. Họ sẽ phải trải qua những gì? Anh và cô liệu sẽ có được hạnh phúc như ý muốn hay không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất mỗi ngày nha. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Sự im lặng và bối rối của Diệp Tâm như một câu trả lời, Nhiếp Ân lại hỏi. Còn cậu chủ, em vẫn còn hận cậu ấy. Hận thì đương nhiên là có, song nhìn thấy Đào Đào quấn quýt bên ba, nhìn Nghiêm Thành đau đớn, ngồi trong phòng tắm, người đẫm máu, Diệp Tâm lại cảm thấy mềm lòng. Hận làm gì chứ, cô chỉ muốn sống yên ổn bên Đào Đào. Nhưng bây giờ, Nghiêm Thành đã biết chuyện, anh ta nhất định không thể để cho cô một mình yên ổn sống với con. Nếu như còn hận, thì chị không có gì để nói. Nhưng nếu mà không, thì em nên suy nghĩ thực tế một chút đi. Cậu chủ giàu có như vậy, là con gái của cậu ấy. Đào Đào nhất định sẽ được cưng chiều hết mực. Con bé sẽ có đủ điều kiện để học hành tốt hơn. Em cũng sẽ cố. Em sẽ cố cho con của em. Diệp Tâm phản bác lại ngay. Chúng ta đều là những người nghèo mà. Nhiếp Ân tự tốn lên tiếng. Em không có giấy tờ, thân phận lại không rõ ràng. Cả đời chỉ có thể làm thuê thôi. Lương tháng được mấy chục ngàn. Mà nếu như em về quê, Đào Đào không có nhiều cơ hội học hành tốt. Sau này tương lai, chị nghĩ hiện tại em nên để cậu chủ cùng em lo lắng cho Đào Đào đi. Chị à, em... Chị nói cho em nghe. Nhiếp Ân dịu dàng tỉ tê. Em hãy nhân cơ hội này nói với cậu ấy, tìm cách khôi phục lại thân phận Diệp Tâm cho em. Hay ít nhất là cũng làm cho em một thân phận rõ ràng. Sau này nếu như có chuyện gì, em cũng có thể làm việc đúng chuyên môn, không cần phải sống chui sống nổi nữa. Bản thân em thì hy sinh một chút cho Đào Đào, để có đủ cha đủ mẹ. Cậu ấy đang thương con bé, em đòi gì mà cậu ta chẳng phải đáp ứng, có phải hay không? Đợi khi chắc chắn có một khoản tiền lo được cho tương lai, em rời khỏi cậu Nghiêm Thành cũng được. Cậu ta giàu có, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ nhà giàu. Khi đó nhiều khi, người muốn kết thúc sớm là cậu ấy chứ không phải em đâu. Diệp Tâm đang dao động. Điểm yếu của cô chính là Đào Đào. Nhiếp Ân chỉ cần tác động vào cô bé, xem ra màn kịch gia đình hạnh phúc của cô và Lạc Lạc, gá Kỷ Bách kia còn phải tiến hành thêm vài màn nữa mới có thể thành công. Để cho Diệp Tâm thời gian yên tĩnh, Nhiếp Ân bước ra ngoài. Khang Kỷ Bách đi đâu đó mới trở về, Lạc Lạc và Đào Đào theo sau, trên tay của anh ta còn có một con diều. Nhìn là đã biết là mới dán bằng thư giấy báo rẻ tiền, vậy mà hai đứa bé lại rất vui. Anh! Nhiếp Ân dịu dàng gọi, Khang Kỷ Bách có một chút không được tự nhiên, nhưng Lạc Lạc thì phản ứng rất nhanh. Mẹ ơi, ba làm diều, sắp dẫn tụi con đi thả diều. Ba em mà hết bệnh, cũng dẫn em và anh Lạc Lạc đi thả diều. Ừ, mẹ có đi không? Đi với tụi con đi mẹ. Vốn nghĩ chỉ là mời cho ra dáng, đóng tròn vai kịch, không ngờ Nhiếp Ân lại tươi cười. Được rồi, mẹ vào trong chuẩn bị bánh và nước, rồi chúng ta đi. Khang Kỷ Bách điều khiển diều rất giỏi, chỉ vài động tác, con diều rẻ tiền đã bay vút lên cao. Lạc Lạc thích thú cầm lấy, Đào Đào chạy theo sau, ánh mắt sáng ngời. Lạc Lạc đưa cuộn dây cho Đào Đào cầm. Hai đứa trẻ đều mỉm cười, chúng rất vui. Lạc Lạc còn nhỏ, sao cô không nghĩ hai người sẽ hoàn lương chứ? Khang Kỷ Bách đột nhiên lên tiếng. Nhiếp Ân nhìn anh ta cười khẩy. Chắc là anh Khang cũng nhớ chứ, khi chúng ta đói, nghề nào đã cứu chúng ta? Theo những gì cô biết, Khang Kỷ Bách là trẻ mồ côi, sau đó trở thành sát thủ, thân phận thay đổi liên tục. Khang Kỷ Bách cũng không phải là tên thật của anh ta. Lạc Lạc dù sao làm nghề lừa đảo còn đỡ hơn là làm sát thủ hay nhúng tay vào buôn bán ma túy. Khi cô và Lạc Lạc đều lâm vào tuyệt vọng, chỉ có một kẻ lừa gạt đưa tay ra giúp đỡ họ. Ông ấy dạy cho cả hai nhưng mánh khóe lừa gạt. Thế nhưng tới cuối đời chỉ có ông là thật lòng quan tâm họ. Kẻ lừa đảo lại là người duy nhất quan tâm tới họ bằng cả tấm lòng. Ba ơi, diều bị đứt dây rồi. Hai đứa bé bỗng nhiên xôn xao, hoảng hốt nhìn theo cánh diều đang lảo đảo. Lạc Lạc chạy về phía Khang Kỷ Bách, biểu hiện như một đứa trẻ đang chờ đợi sự giúp đỡ của ba mình. Không sao đâu con, một lát nữa ba sẽ làm cho hai đứa một con diều khác, không sao đâu. Ba ơi! Lạc Lạc rụi đầu vào lòng của Khang Kỷ Bách nũng nịu. Thằng bé này chưa hề cho biểu hiện như vậy. Đào Đào còn quá nhỏ, vốn nó không cần phải đóng kịch quá như vậy.
Khang Kỵ Bách lại kiên nhẫn dỗ dành thằng bé, còn ngọt ngào hướng mắt về phía Nhiếp Ân. Không sao đâu, lát ba sẽ làm cho cái khác. Giờ ba bên mẹ rửa tay ăn bánh đã con. Về nhà, ba sẽ vừa làm vừa chỉ cách cho con. Dạ. Dù là dạ dối thôi, chỉ là trong diễn kịch, trong vở tuồng lừa gạt, nhưng trong lòng của Lạc Lạc tại sao lại cảm thấy vui sướng, trái lại với Nhiếp Ân không khỏi xót xa. Ba mẹ cô cũng đã từng có một thời gian mơ ước, khi cô vẫn còn là Lâm Tụng Ân hồn nhiên, chỉ biết yêu thương, cũng từng mơ tới một ngày nào đó, trong một ngôi nhà nhỏ, cô sẽ cùng với ai đó trở thành ba thành mẹ, được những đứa con xinh xắn nhào vào lòng, hạnh phúc ngất ngây. Giờ thì... Về thôi! Khang Kỵ Bách, tay bồng đào đào, tay dẫn Lạc Lạc hướng về phía Nhiếp Ân nhắc nhở. Cô quay đi, môi lại mỉm cười nụ cười dịu dàng của người phụ nữ hạnh phúc, bước theo anh. Chúng ta về thôi. Về tới nhà, Đào Đào chạy vội lên phòng của Nghiêm Thành. Anh đã thức, đang đứng ở bên giường, đầu vẫn còn băng bó. Bác sĩ chưa đến giờ thay thuốc, Đào Đào níu lấy áo của ba mà nói nhanh. Ba ơi, Đào Đào về rồi, Đào Đào đi chơi với anh Lạc Lạc, ba mẹ của anh Lạc Lạc. Nghiêm Thành cúi xuống hôn con, dịu dàng. Ba biết rồi. Ba ơi, ba đã đói bụng chưa? Một lát nữa ba sẽ ăn. Mẹ ơi, mẹ nấu cháo cho ba như nấu cho Đào Đào đi, ba đói rồi kìa. Đào Đào gọi to. Diệp Tâm đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng con gái về thì chạy xuống. Nghiêm Thành và cô đối mặt, khuôn mặt của cả hai đều ngượng ngùng, không được tự nhiên. Để tôi gọi người đem cháo tới là được rồi. Em... Không, để tôi nấu cháo cho anh. Diệp Tâm bước xuống bếp, Lạc Lạc và Nhiếp Âm nhìn nhau hài lòng. Điểm yếu của một người mẹ luôn là con gái. Đào Đào lại thương yêu ba như vậy, Diệp Tâm dù sao cũng sẽ suy nghĩ cho con bé. Là con gái của tổng giám đốc Nghiêm thị, cuộc đời của cô bé sẽ thuận lợi hơn việc là mang tiếng một đứa con hoan. Ba ơi, ba của anh Lạc Lạc làm rượu đẹp lắm, ba có biết làm rượu hay không? À, ba không, ba không biết làm. Nghiêm Thành cười khẽ, bồng Đào Đào lên đáp. Không sao đâu, không biết thì thôi, ba biết thả rượu hay không? Đào Đào cười tươi lại hỏi. Biết chứ. Vậy mai ba và mẹ dẫn Đào Đào và anh Lạc Lạc đi thả diều nhá. Cô cũng muốn khoe, em cũng có ba, ba cũng thương em, ba cũng đi thả diều với em. Cô bé không hiểu, hơn ai hết Lạc Lạc hiểu rõ sự thật. Ba Đào Đào thật lòng muốn đi thả diều cùng với cô bé, còn ba mẹ của cậu chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Đã quen với đóng kịch, tại sao bây giờ lại hơi cay cay mắt? Lạc Lạc quay đi một chốc rồi lại cười tươi, nắm lấy tay của Đào Đào. Giờ thì theo anh lên phòng tô màu nhá. Mẹ em đang nấu cháo, một lúc rồi xuống xem ba em ăn, có chịu hay không? Dạ. Chỉ còn vài bước nữa thôi, Lạc Lạc tự nhủ thầm. Còn vài bước nữa thôi là hoàn tất, nhận tiền và từ chối những hợp đồng như thế này là cách tốt nhất để bảo vệ trái tim không bị tổn thương. Trên cháo đậu xanh do Diệp Tâm nấu, hương vị rất ngon. 5 năm trước, Nghiêm Thành đổ bệnh nhưng vẫn tới công ty làm việc. Diệp Tâm cũng như bao cô gái khác thích làm đẹp, dáng người của cô hơi búm bím nên nghe theo lời chia sẻ của ai đó quyết tâm giảm cân. Buổi trưa cô không ăn cơm mà đem cháo từ nhà tới. Mẹ của Diệp Tâm là một người phụ nữ truyền thống, lớn lên từ thôn quê, tài nấu ăn luôn được con gái và chồng đánh giá là số 1. Bà dạy Diệp Tâm nấu khá nhiều món, cháo đậu xanh cô nấu là đã qua quá trình rèn luyện, quả thật không một không hai. Nghiêm Thành đi bàn công việc về, tới văn phòng đã là hơn 12 giờ trưa, sắc mặt trắng bệch. Diệp Tâm thấy như vậy nên chia phần cháo đậu xanh cho anh một ít, mục đích là giúp Nghiêm Thành có cái gì đó lót dạ mà uống thuốc. Cô không ngờ chén cháo đã khơi dậy trong lòng của Nghiêm Thành sự dao động, từ đó anh thường để ý tới cô hơn. Ba ơi, cháo có ngon hay không hả ba? Ngon lắm, rất ngon. Nghiêm Thành xoa đầu của Đào Đào. Mẹ nấu ăn rất ngon, mai mốt mẹ sẽ nấu thêm cho ba ăn nhá. Đó cũng là ước mơ của Nghiêm Thành, thế nhưng... Đào Đào à, con đi chơi với anh Lạc Lạc, về cả buổi rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi con. Đào Đào không có mệt, Đào Đào chơi với ba thêm một chút nha mẹ. Đào Đào. Đào Đào ngoan, con đi nghỉ một chút đi, ba ăn cháo xong là khỏe rồi, khi nào thức dậy thì sang chơi với ba. Nghiêm Thành vuốt mũi của con nhẹ nhàng nói. Dạ. Đào Đào rời khỏi phòng trong lưu luyến, Diệp Tâm định đi theo con thì Nghiêm Thành bỗng nhiên lên tiếng gọi cô. Chúng ta nói chuyện một chút có được hay không? Bàn tay của cô dịn đầy mồ hôi, lạnh lạnh. Nghiêm Thành thì rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt của Diệp Tâm. Chúng ta... Tôi... Cô vẫn còn e ngại, rụt tay lại khi thấy Nghiêm Thành định đụng vào mình. Tôi về phòng trước. Tôi muốn không muốn ép em, nhưng chúng ta đã có Đào Đào. Nghiêm Thành tự tốn. Có Đào Đào thì sao chứ? Tôi và anh...
Có nhiều trường hợp cha mẹ rời xa nhau nhưng vẫn chăm lo được cho con gái. Song trường hợp của em, tôi nghĩ em đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Trên danh nghĩa, Diệp Tâm đã chết, em chính là Du Hân Hân. Tôi biết, nhưng mà... Tôi có thể sắp xếp cho em khôi phục thân phận. Hoặc nếu như em không muốn, cũng có thể để cho em sống đường hoàng dưới thân phận của Du Hân Hân. Nhưng... Anh có điều kiện gì? Đương nhiên là như vậy. Nghiêm Thành bất ngờ nắm lấy tay của cô. Tôi từng có tình cảm với em. Có lúc tôi đã nghĩ phải chi mình bày tỏ tình cảm với em trước. Có lẽ... Diệp Tâm khựng lại, cô hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ ấy. Anh ta có tình cảm với mình ư? 5 năm trước là lẽ nào? Diệp Tâm là một cô gái đơn giản. Khi mới vào công ty, cô cũng như vài cô gái khác bị phong thái lạnh lùng, vẻ đẹp trai của Nghiêm Thành làm cho mê mẩn. Nhưng cô là loại người cũng rất thực tế. Diệp Tâm hiểu rõ chuyện của Bạch Mã Hoàng tử và cô bé Lọ Lem vốn chẳng tồn tại. Mà cô bé Lọ Lem cũng đâu phải hoàn toàn vô sản. Cô ấy vốn là con gái bá tước, với hoàng tử là xứng đôi vừa lứa. Diệp Tâm chỉ mong trong cuộc sống yên ổn. Thẩm Thanh Dương tuy là em họ của anh nhưng lại hòa đồng thân thiện. Nghe nói ngày xưa mẹ anh ta kết hôn với nhà bình dân, cho nên gia cảnh cũng thuộc hạng trung lưu, thanh bạch. Ba của Thẩm Thanh Dương là giáo viên trung học, con người giản dị, mực thước. Với ba cô là quân nhân, cũng được xem như bằng vai phải lứa, môn đăng hậu đối, có thể thông cảm cho nhau. Vì nghĩ vậy cho nên mộng tưởng với Nghiêm Thành ở trong lòng Diệp Tâm đã tan biến nhanh chóng. Cô còn có phần sợ anh lạ khác, nghĩ đâu đến con người đó lại có tình cảm với mình cơ chứ. Vì đào đào cũng được, cho tôi cơ hội cũng được, tôi sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em, nhưng chỉ với tư cách là con gái và vợ, chúng ta là một gia đình. Nghiêm Thành thình lình kéo Diệp Tâm vào trong lòng. Theo phản ứng tự nhiên, cô hơi né người, bờ môi lạnh giá của Nghiêm Thành đặt xuống trán của Diệp Tâm một nụ hôn. Khi tôi khỏe, chúng ta sẽ cùng đi siêu thị, dẫn con đi công viên. Em muốn thân phận gì, tôi sẽ cho người lo liệu chu toàn cho em. Chỉ cần... Nghiêm Thành xưa nay là người ít nói, anh cũng không thích dùng nhiều lời nói để biểu đạt tình cảm. Chỉ biết con đường trước mặt, sau quyết định này sẽ có thêm vài đồi dốc cần phải vượt qua nữa. Người đồng hành lại không phải là kẻ toàn tâm toàn ý. Chỉ mong rằng thời gian sắp tới, Nghiêm Thành dùng chân thành đối đãi, cô cũng sẽ đáp lại anh bằng tấm chân tình. Đào Đào vừa mở mắt, đã chạy đi tìm ba ngay. Nghiêm Thành đã khỏe hơn, tựa vào giường trả lời điện thoại của ai đó. Lông mày của anh nhíu lại, Đào Đào trèo lên giường, ôm lấy anh. Ba ơi! Biểu hiện đáng yêu như vậy, mày của Nghiêm Thành giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Được rồi, tối nay tôi sẽ về. Ba ơi, ba về đâu vậy chứ? Tối nay ba có việc, một lát nữa ba phải đi. Nhưng ba còn bị bệnh mà. Biết làm sao được chứ, ba phải đi kiếm tiền để nuôi Đào Đào nữa. Con ngoan đi ngủ sớm, không cần thức đợi ba nha. Nghiêm Thành hôn lên má của con gái. Nhưng Đào Đào nhớ ba. Ba cũng nhớ Đào Đào mà. Diệp Tâm cũng vừa vào phòng, cô sang chỗ Đào Đào thì không thấy con bé. Con gái mới nhận ba, chỉ nhớ tới ba mà thôi. Nghiêm Thành sẽ là một người cha tốt chứ, còn quan hệ giữa hai người, Diệp Tâm vẫn cảm thấy không quen. Anh còn mệt sao? Tối nay không nên... Diệp Tâm lúng túng cất tiếng. Đó là một buổi xã giao quan trọng. Không sao đâu, bác sĩ nói do đụng vào mạch máu, cho nên mới chảy nhiều như vậy, chứ vết thương không có nghiêm trọng. Nếu như không băng bó thì không ai biết đâu. Nghiêm Thành thở dài. Công việc của Nghiêm Thành rất nhiều, những tiệc xã giao mà anh phải tham gia đều là những bữa tiệc lớn. Diệp Tâm cũng hiểu điều đó, cô nhẹ nhàng quay sang Đào Đào. Ba phải đi làm, lát nữa Đào Đào đi ngủ, sáng sớm ngày hôm sau mở mắt ra là thấy ba rồi. Vậy Đào Đào ngủ ở trong phòng của ba có được hay không? Đào Đào cười tít mắt. Đào Đào đi dọn mền gối qua đây hả ba? Còn có mẹ nữa, ba mẹ phải ở chung với nhau chứ. Lời của trẻ con ngây thơ khiến cho người lớn không khỏi lúng túng. Diệp Tâm bối rối thấy rõ, gò má ửng hồng. Nghiêm Thành cũng có vẻ ngượng ngùng, nhưng anh đã lấy lại sự chủ động rất nhanh. Đúng rồi, một lát nữa chú Khang sẽ đem mền gối của Đào Đào và mẹ sang phòng ba nhé. Đào Đào phải ngủ ngoan, không được thức khuya. Sáng mai là nhìn thấy ba rồi. Đào Đào, Đào Đào sẽ nằm ở đây nè. Cô bé nhún nhún trên giường, cười cười khoe hàm răng sữa. Ba nằm đây, còn mẹ sẽ nằm đây. Nghiêm Thành đã hiểu tại sao người ta nói con cái chính là cầu nối của cha mẹ. Đào Đào khiến cho Diệp Tâm buông bỏ nhiều phòng bị. Cô chịu nấu cháo cho Nghiêm Thành, lại còn có thể đỏ mặt vì anh. Hạnh phúc lại từ từ gõ cửa. Nghiêm Thành đang có một thiên thần hạnh phúc trong tay. Sáng mai, Đào Đào dậy, ba sẽ cùng con đi siêu thị nhé. Anh cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Diệp Tâm. Dù mẹ đi cùng với, được không con? Dạ được ạ. Đào Đào vui như Tết,
Trong khi Diệp Tâm vẫn còn chưa định thần lại, để mặc cho hai cha con tự biên tự diễn, nhìn con gái vui vẻ trong vòng tay của ba ruột, lời từ chối nào cũng ngưng lại nơi cổ họng của cô. Đào Đào vẫn còn rất nhỏ, con bé không biết ba quan trọng như thế nào, mãi cho tới khi có ba thì mới lưu luyến. Nghiêm Thành lại yêu thương cô bé như vậy, khó trách Đào Đào quấn quýt mãi với anh. Mẹ ơi, ngày mai mẹ đi siêu thị với ba và con nhé, có được không mẹ? Diệp Tâm không thể nói ra lời từ chối, trước đôi mắt đầy chờ mong của con gái, chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt của Nghiêm Thành càng lúc càng ấm áp, anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc đang từ từ gõ cửa trong lòng của mình. Nó vô cùng đơn giản, vậy mà mấy năm nay anh lại không dám tới gần, với tay chạm vào, may mà nó cũng chẳng bỏ rơi anh. Anh Nghiêm. Đối diện với Nghiêm Thành là khuôn mặt nghiêm nghị của Nhiếp Ân, anh khẽ gật đầu. Tôi hiểu ý cô, nhưng hiện nay chưa thể chấm dứt hợp đồng được. Nhưng bà Lạc Lạc không muốn diễn nữa, chúng tôi cũng đã hoàn thành bước đầu thỏa thuận. Hiện nay 70% Diệp Tâm sẽ không nỡ bỏ anh đi. Chuyện còn lại là do anh Nghiêm giải quyết, tôi cũng phải nghĩ cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ở lại có thể tiếp tục đi học. Nghiêm Thành vẫn bình thản. Hiện nay thằng bé mới có 11 tuổi, không nên cùng cô lang thang không gió nữa. Cô cũng đã nói hợp đồng mới chỉ hoàn thành bước đầu. Đó là do anh không thể tiếp tục kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra cho anh. Nhiếp Ân cười khẩy. Nếu anh... Cô cũng là phụ nữ, cũng không nên dùng phương pháp đó, để trừ khi là bất đắc dĩ. Nghiêm Thành bỗng nhiên hạ giọng. Cô tiếp tục giữ tôi, giữ chân và làm cho cô ấy mềm lòng. Ngoài tiền bạc ra, tôi cũng sẽ làm cho cô một số chuyện. Ví dụ như Thạch Tư Nhiên. Anh... Đến lượt Nhiếp Ân giận mình, anh ta vừa nhắc tới cái tên đó, anh ta biết cả Thạch Tư Nhiên. Tôi cũng từng hợp tác với anh ta qua một số hạng mục. Cô cũng biết, khi hợp tác thì cũng phải tìm hiểu đối tác của mình một chút. Thạch Tư Nhiên có hai đời vợ, người vợ đầu không được nhắc đến nhiều, nhưng tôi được biết cô ấy chính là con gái độc nhất của ông Lâm Tuấn Hiền. Sau khi ông Lâm mất, cô ấy và anh Thạch cũng đã ly hôn. Tên của cô ấy chính là Lâm Tụng Ân. Anh... Tôi vẫn không có hứng thú xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng cô Nhiếp lại là người có khả năng giúp tôi rất nhiều trong chuyện này. Nếu như chúng ta có thể hợp tác qua lại, nếu như cô có vướng mắc gì với Thạch Tư Nhiên cần tôi hỗ trợ, tôi cũng sẽ hết lòng hết sức. Cô Nhiếp mong cô giúp đỡ nhiều. Tư liệu mới được chuyển tới cho Nghiêm Thành còn cho anh biết một số thông tin quan trọng. 3 năm trước, Hang Kỷ Bách thất bại trong một vụ ám sát, có thể đã bị giết tại Hồng Kông. Tuy rất ít người biết mặt mũi của một sát thủ, nhưng Nghiêm Thành vẫn tra ra được. Hang Kỷ Bách chỉ cao có 1m68, trong khi chiều cao hiện tại của anh Khang không thua kém anh ấy, vào khoảng 1m80. Người trưởng thành không thể nào cao thêm 12cm khi hết tuổi trưởng thành. Hang Kỷ Bách tính cách tàn nhẫn, dù có rửa tay gác kiếm cũng khó mà gia nhập vào nhóm lừa đảo. Không loại trừ khả năng Nhiếp Ân và Lạc Lạc cũng đang bị người đồng hành đưa vào một trò lừa. Tôi sẽ ở lại thêm vài tháng nữa. Nhiếp Ân hít một hơi thật sâu. Tôi cũng muốn gặp lại anh Thạch, muốn nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của anh ấy. Điều kiện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi, không biết anh Nghiêm có thể giúp hay không. Đối diện gặp lại, tay của Nhiếp Ân run lên. Cô không che giấu cảm xúc. Chuyện 10 năm có lẽ mà sao cứ ngỡ như hôm qua. Buổi tiệc xã giao kéo dài hơn tới 9 giờ đêm là tới phận khiêu vũ. Tuy nhiên khách mời đinh của tiệc là ông Giản, phó thị trưởng đột nhiên bị bệnh nhẹ, không tới được. Nghiêm Thành nhân dịp đó lấy cớ trong người không khỏe để chuyển lại cho trợ lý giải quyết, lái xe về nhà. 10 giờ, phòng của anh sáng đèn, Nghiêm Thành cười nhẹ, từng bước êm ái lên phòng. Giọng trong trèo của Đào Đào vang lên. Mẹ ơi, mai đi siêu thị rồi. Bình thường mỗi một tháng, Diệp Tâm sẽ đi siêu thị một lần. Tối trước đó, cô sẽ lên danh sách những đồ cần dùng để mua. Đi sớm sẽ xem hàng khuyến mại nhiều hay ít. Đào Đào cũng tham gia cùng mẹ. Đối với cô bé, đó là một thú vui. Diệp Tâm đành lấy giấy bút ra. Cô khó lòng cho con biết, ngày mai người chủ trì đi siêu thị mua đồ không phải là mẹ. Nghiêm Thành giàu có, không cần phải như hai mẹ con, phải cân nhắc từng đồng. Mua sữa ạ? À? Sữa là món ưu tiên trong danh sách mua sắm của Diệp Tâm. Đào Đào sinh sớm, muốn con bé khỏe mạnh, phải tăng cường bồi dưỡng rất nhiều. Mua gạo. Đào Đào như đang chỉ đạo, Diệp Tâm là người chỉ thực hiện theo. Mua thịt nữa mẹ ơi. Còn quần áo nữa. Đào Đào muốn mua áo mới, mẹ và ba cũng mua áo mới nha. Diệp Tâm đáp cho qua chuyện, đáp rồi thì lại có chút ngẩn ngơ. Ba và mẹ cô vẫn chưa quen. Vậy có mua đồ chơi cho Đào Đào hay không? Không cần ạ, Đào Đào đã có Bibi, có tiểu mật đào rồi. Con càng vô tư, Diệp Tâm lại càng lo lắng. Hiện nay trong mắt của Đào Đào, hình bóng bà đang tràn ngập. Nếu như, bao nhiêu nếu như có đè nặng, làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
bút cũng vô thức mà vẽ một đường tròn. Mẹ ơi, sao mẹ lại không viết chữ? Mẹ vẽ gì vậy chứ? Diệp Tâm nhìn lại bức tranh dưới tay của mình, hình giống mặt người, tóc ngắn, đang vẽ đàn ông sao chứ? Mẹ vẽ ba, có phải hay không? Không phải, thôi con đi ngủ đi, 10 giờ rồi. Diệp Tâm xoa xoa đầu con. Mẹ ngủ với con đi mẹ. Đào Đào dụi mặt vào trong ngực của Diệp Tâm, tay lần mò vào trong áo của cô. Diệp Tâm liếc con gái, nụ cười trở lại trên môi của cô. Lại làm xấu nữa rồi, mau đi ngủ đi con. Không, mẹ ngủ với con cơ. Được rồi, mẹ sẽ ngủ với Đào Đào mà. Diệp Tâm chỉnh lại tư thế nằm cho con gái, hôn lên má của Đào Đào. Ngủ nào, ngoan nào. Nghiêm Thành hơi dựa người vào tường, ngắm hai mẹ con hoài mà không chán. Anh không say rượu, chỉ vì say hạnh phúc dịu nhẹ, len lén vào đáy tim của anh. Đợi một lúc lâu, mùi rượu bay hết, Nghiêm Thành mới từ trong bước vào. Diệp Tâm cũng đã ngủ, đôi mắt của cô khép lại, cạnh đó là thiên thần của cả hai. Đào Đào đôi mắt ra thì gần như là bản sao hoàn hảo của Diệp Tâm. Con gái nũng nịu, dễ thương, khác với con trai cứng rắn mạnh mẽ. Nếu như có một đứa con trai, Nghiêm Thành sẽ đảm nhận phần dạy dỗ, thì thế. Anh bật cười khẽ, đúng là con người được voi đòi tiên. Xưa chỉ mong cô có thể tha thứ, giờ lại nghĩ tới lúc sẽ có thêm một đứa con trai. Tiếng cười của anh không lớn, nhưng Diệp Tâm lại có chút mẫn cảm. Cô mở mắt ra ngay và nhìn thấy Nghiêm Thành. Lúng túng nhưng không tới nỗi bại xích, Diệp Tâm vội bật dậy. Anh mới về. Ừ. Trong giấc mơ, Nghiêm Thành thường thấy cảnh Diệp Tâm nấu mì cho anh ăn sau buổi xã giao. Hôm nay trước mặt anh là bát mì khói nghi ngút. Người nấu đúng là Diệp Tâm, chỉ là trong mơ cô nhìn anh với nụ cười dịu dàng ấm áp. Còn bây giờ Diệp Tâm lại có vẻ bối rối ngượng ngùng. Mì rất ngon. Vâng. Diệp Tâm nhìn Nghiêm Thành đang thong thả gắp từng đũa mì. Anh lúc nào cũng như vậy, phong thái nhẹ nhàng đĩnh đạc như đã ăn sâu vào máu. Cô thật sự không thể tin được con người điên cuồng này làm nhục cô 5 năm trước và Nghiêm Thành chỉ là một người. Anh có thể trả lời tôi một câu hỏi hay không? Em muốn hỏi gì chứ? Anh 5 năm trước là anh bị bỏ thuốc. Cô ngập ngừng nói tiếp. Nhưng anh có biết là ai đã làm hay không? Nghiêm Thành khựng lại, đũa mì cũng đã hạ xuống rất nhanh. Chuyện đó quan trọng với em lắm hay sao? Tôi... Nghiêm Thành có thể nói sự thật, sau khi biết chuyện, chắc chắn cô sẽ không còn lưu luyến Thẩm Thanh Dương nữa. Nhưng như thế cũng đâu giúp cho Nghiêm Thành có được lòng của cô nhanh hơn. Diệp Tâm là một cô gái lương thiện, đừng để cho cô thấy xung quanh mình toàn những kẻ lòng lang dạ thói, mà cô cũng chỉ là một vật hy sinh. Chuyện đã xảy ra rồi, dù như thế nào, cô không nên nhớ lại. Quên được thì cứ quên đi em. Quên để sống vui vẻ, trên đời vốn có rất nhiều chuyện không vui, Nghiêm Thành không phải là kẻ sống vì quá khứ. Hiện tại còn có quá nhiều chuyện phải lo hơn nữa. Tôi... Em nấu mì ngon lắm. Nghiêm Thành dọn mớ chén đĩa trên bàn, đặt tay vào bồn rửa. Ngày mai cả nhà chúng ta đi siêu thị. Việc mua sắm để cho hai mẹ con tự quyết định. Tôi chỉ phụ trách trả tiền, có được hay không? Như trò chơi xếp hình vậy, mọi thứ đều phải bắt đầu từ những mảnh ghép tưởng như rời rạc. Nghiêm Thành lặng lặng, tắt ngọn đèn phòng. Ở giữa hai người là bé Đào Đào đang ngủ say. Cô nhóc mơ cái gì đó mà đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại hiện lên một nụ cười. Tấm chăn mỏng tụt xuống theo cách chờ mình của trẻ thơ. Không hẹn mà hai bàn tay đều đặt trên người con vỗ nhẹ. Diệp Tâm vội vã giật tay lại, nhưng Nghiêm Thành đã giữ chặt lấy, còn kéo bàn tay mềm mại ấy xuống cùng ôm lấy Đào Đào. Mặt của Diệp Tâm càng lúc càng đỏ, song cô không giật tay ra nữa. Đêm lặng lẽ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không chỉ của Nghiêm Thành. Một nhà ba người đi siêu thị luôn là một hình ảnh đẹp. Huống gì Nghiêm Thành cao to tuấn tú, Diệp Tâm lại mang vẻ đẹp thanh tú dịu dàng. Cô bé con xinh xắn rạng rỡ, đôi mắt to tròn linh hoạt, ngắm nhìn mọi vật xung quanh với vẻ thích thú. Nhưng cô bé lại có vẻ ngượng ngùng trước những con búp bê xinh xắn trong một gian hàng bán đồ chơi. Mua gấu bông cho Đào Đào nha. Nghiêm Thành hỏi nhỏ, Đào Đào lại lắc đầu. Thôi à, con có tiểu mật đào rồi. Vậy thì chúng ta mua thêm để tiểu mật đào có bạn. Nhưng mà anh lạc lạc nói không nên có nhiều bạn quá. Tiểu mật đào nên chỉ có một mình Bibi chơi thôi. Nếu không sẽ bị phân chia tình cảm. Nhiều đồ chơi quá, Đào Đào cũng không thể chơi hết, rồi các em sẽ buồn. Cô bé chạy tới một gian hàng bán sữa, nhón gót chân lấy bình sữa lớn hồn nhiên. Mà mua sữa đi ạ. Đào Đào uống sữa sẽ mau lớn, có thể giúp mẹ làm nhiều việc, có thể đi học. Lúc trước chỉ có mình Diệp Tâm nuôi con, cô chỉ có thể làm công việc chân tay, nấu ăn, phụ việc trong nhà hàng.
cho nên chị kiếm được khoản tiền nho nhỏ để đủ cho hai mẹ con sống. Nhu cầu chi tiêu cũng phải tiết kiệm tối đa. Mua một món đồ chơi cho Đào Đào thì phải cắt xén đi vài thứ. Cô bạn thân An An thường hay nói với Đào Đào không được đòi hỏi sẽ khiến cho mẹ mệt mỏi. Mẹ bệnh nhiều cho nên cô bé rất sợ. Mỗi lần đi siêu thị, chỉ mua sữa uống cho mau lớn, mau đi học để có thể giúp mẹ được nhiều. Được rồi, bà sẽ mua sữa cho Đào Đào. Mua cho mẹ nữa? Ừ, mua cho mẹ nữa. Anh mua khá nhiều thứ. Buổi sáng trước khi đi ra khỏi nhà, Nghiêm Thành đã nói với Diệp Tâm chuyện ở nhà. Hai vợ chồng Khang Kỳ Bách phụ trách việc chăm sóc hoa viên nhà cửa, xem như là quản gia trong nhà. Tuy nhiên khả năng nấu ăn của Nhiếp Ân không tốt cho lắm, anh cũng không có nhu cầu cao trong việc ăn uống, nên xưa nay việc đi chợ đều giản tiện. Từ hôm nay, anh trao lại quyền bếp núc cho Diệp Tâm, cô muốn làm gì cũng được, muốn mua gì thì mua. Diệp Tâm làm chuyện này một cách tỉ mỉ, cô liệt kê một danh sách nhiều thứ muốn mua, gạo cho 6 người ăn trong 2 tuần. Nhà Nghiêm Thành trong bếp ngoài mì gói và một ít đồ ăn vặt thì không có gì khác. Diệp Tâm phải mua thêm dầu, muối, đường, sữa. Mọi thứ cô đều cân nhắc giá cả, chất lượng như một bà nội trợ thật sự. Nhìn Diệp Tâm vừa chọn đồ, vừa chỉ dẫn cho con gái, Nghiêm Thành thoáng mỉm cười. Đến khi đồ đạc mua có vẻ đã đủ, Nghiêm Thành phân phó cho tài xế đem về biệt thự trước. Kim đồng hồ chỉ qua số 12. Đào Đào có vẻ mệt nhưng khuôn mặt vẫn xinh xắn rạng người. Nghiêm Thành bồng con gái âu yếm. Đi ăn nhá, gần đây có một quán ăn rất ngon. Bên trong Thiên Cư Lạc, quán ăn nổi tiếng nhất ở khu này, có một không gian yên tĩnh. Diệp Tâm nhớ lại, trước đây khi còn là thư ký, đã có lần Nghiêm Thành dẫn cô và một vài nhân viên khác vào đây ăn trưa. Vì đi với sếp cho nên ai nấy đều giữ ý và im lặng. Tuy nhiên những cô gái đều mắt tròn mắt dẹt vì giá một ly nước uống hoa quả trong đây trị giá hơn 200 tệ. Món ăn rẻ nhất cũng đã gần cả 1.000 đồng. Nơi này Thiên Cư Lạc hơi đắt. Trong này có món kem chocolate rất ngon. Đào Đào có thích ăn kem hay không? Dạ thích ạ. Cô bé cười híp mắt. Diệp Tâm bắt gặp ánh mắt như cười của Nghiêm Thành, không khỏi quay mặt đi lúng túng. Cần gì mà xót của dùm anh ta chứ, cứ việc ăn đi thôi. Cho tôi 2 phần bò bít tết, sau đó là cơm gia đình. Diệp Tâm khi đi làm thích nhất là dù bạn bè đi ăn bò bít tết, cứ có lương lạ đi. Một lần do bị bệnh, cô nghỉ 6 ngày bị trừ lương theo quy định. Tháng đó Diệp Tâm lại quá tay mua một cái váy trên mạng khá đắt. Sau khi trừ chi phí, gửi tiền chi tiêu phụ ba mẹ, cô chỉ còn chưa tới 1.000 tệ, ủ rú ngồi trong văn phòng, nhắn tin loạn xạ cho người quen. Dù mình đi ăn bò bít tết đi. Không biết nhìn nhầm thế nào mà cô lại gửi luôn cho Nghiêm Thành tin nhắn đó. Cả buổi Diệp Tâm nơm nớp chờ bị la. Đến mãi chiều, kế toán bỗng gọi cho cô, lên thanh toán thêm 1.000 tệ. Nói là tháng trước Diệp Tâm tăng ca, cho nên được lãnh lương thêm. Nghiêm Thành không nhắc gì tới tin nhắn đó, anh vẫn lạnh lùng như trước. Diệp Tâm sau vài ngày tâm tình căng thẳng thì cũng đã buông lỏng mình, cô đã quên mất chuyện ấy rồi. Chỉ có Nghiêm Thành là vẫn nhớ, khi đó anh đã ngập ngừng cầm điện thoại, định nhắn lại. Chiều nay tôi mời cô, có được hay không? Rốt cuộc thì 5 năm sau, hôm nay anh mới gọi được phần bò bít tết mà Diệp Tâm thích nhất, chỉ là không biết cô có chịu nhận tình cảm bên trong nó hay không. Đào Đào, ăn cơm nhá, cơm ngon lắm. Dạ, Đào Đào tự múc là được rồi. Đào Đào ăn cơm rất ngoan. Ăn xong thì mắt sáng lên khi nhìn thấy ly kem có 4 viên chocolate được đem lên. Cô bé cười tít mắt với ba của mình. Con cảm ơn ba. Ăn mau đi con. Ăn cơm xong, mình đi dạo, rồi xem phim. Hôm nay có chiếu phim hoạt hình. Dạ. Đào Đào toàn coi phim ở nhà với anh Tiểu Minh hay trên TV chứ ít khi tới rạp. Còn hôm nay, tháng sau, Đào Đào sẽ nhập học ở trường mẫu giáo. Nghiêm Thành nhẹ giọng. Anh đã đăng ký cho con rồi. Đào Đào đi học, điều này rất tốt cho trẻ con, nhưng Diệp Tâm lại cảm thấy lo lo. Đào Đào đi vắng, cô một mình trong căn nhà đó, với thân phận gì chứ, phải làm gì? Chúng ta cùng đi đăng ký nhá. Nghiêm Thành chợt hỏi. Tôi đã hoàn thành giấy tờ cho em vẫn là Du Hân Hân, tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, chuyên ngành ẩm thực. Em... Dưới bàn, anh nắm nhẹ những ngón tay gầy gầy của Diệp Tâm, đang giấu dưới đùi. Đào Đào không để ý chuyện của người lớn, chỉ chuyên tâm ăn kem. Miệng dính lung tung rồi kìa. Diệp Tâm vùng khỏi tay anh, lấy khăn lau cho con gái. Thật là... Nghiêm Thành. Là giọng một người phụ nữ, Nghiêm Thành nhận ra đó là bà Trương, cùng trong hội từ thiện với bà nội. Trong một số buổi tiệc, anh có gặp bà. Lịch sự, Nghiêm Thành đứng lên chào bà. Bà Trương, chào bà. Anh quay sang Đào Đào, nhẹ nhàng giới thiệu trong ánh mắt kinh ngạc của bà. Đây là Đào Đào, con gái của cháu. Còn đây là Hân Hân, hôn thê của cháu. Chúng cháu cũng vừa mới đăng ký kết hôn.
Không ngoài dự đoán của Nghiêm Thành, chỉ khoảng một tiếng sau đã có điện thoại từ nhà. Giọng bà vang lên, rõ ràng rành mạch, đã bao nhiêu lâu không nghe giọng ông rồi chứ. Về nhà ngay. Nghiêm Thành ngưng lại một chút, rồi khẽ lên tiếng. Tối nay con có tổ chức một buổi tiệc ở biệt thự riêng, ba bà dì với nội, sau tiệc con sẽ về nhà. Còn... Sau chuyện đêm nay, có lẽ nội sẽ nói, đủ lông nửa cánh, đứa nào cũng muốn bay. Nếu như có một nơi làm tổ ấm, thì có con chim nào muốn bay khỏi nó đâu cơ chứ. Anh... Diệp Tâm mang theo ly trà nóng lên bên anh, thái độ vừa ngạc nhiên lại vừa dò xét của bà Trương, gián tiếp báo cáo cho cô biết, sóng gió sắp tới. Bà ấy thế nào cũng đem chuyện này hỏi bà Nghiêm, bà ấy lại... Không sao đâu, rồi sẽ qua thôi. Nghiêm Thành lại cười nhẹ dịu dàng. Khi anh 10 tuổi, bà đã nói với anh câu đó. Khi đưa Nghiêm Thành về Nghiêm gia, nỗi nhớ, kỷ niệm, mọi thứ rồi sẽ qua. Một khi mẹ đã chấp nhận ký vào hiệp ước, duyên phận mẹ con giữa hai người cũng đã kết thúc. Bà lại không đủ sức để giữ Nghiêm Thành, đành phải để cho anh đi. Bà của Nghiêm Thành sống như một cái bóng trong nhà của họ Nghiêm, anh còn được coi trọng hơn ông ấy. Dù thực tế, chỉ có Nghiêm Thành mới hiểu, ông ấy xem anh chỉ như là vật thế thân, thay cho vị trí của mình ở nhà lớn. Nghiêm Thành càng thành công, bà anh càng không phải bận tâm về vai trò con trưởng, dễ dàng thực hiện hoài bão của mình. Sinh ra là vật hy sinh cho giấc mơ của người khác, đó chính là số phận của những người trong nhà họ Nghiêm hay sao chứ? Anh đừng làm cho bà tức giận, bà ấy... Diện Tâm ngập ngực nói. Đồ của tôi rất tàn nhẫn, rất nhiều thủ đoạn, em sợ có phải hay không? Không, tôi không sợ, chỉ là... Diệp Tâm đáp nhỏ. Không sao đâu. Nghiêm Thành bất thình lình đứng dậy. Đội tôi đáng sợ, nhưng đội tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, không có gì để lưu luyến ngoài danh vọng và tiền bạc. Những thứ ấy dễ làm cho mê muội người ta, em đừng có lo. Diệp Tâm không thể nói, cô không lo sợ cho mình gì cả. Bà ấy không biết cô còn sống, cứ ngỡ cô là một cô gái nào đó quyến rũ cháu của bà. Ba mẹ cô sẽ không bị hại, Đào Đào còn là đứa trẻ. Dù có nhẫn tâm như thế nào, bà ấy cũng sẽ không tới nỗi hại một đứa bé. Nhà họ Nghiêm đang im lặng chờ đợi cơ hội Nghiêm Thành trở mặt cùng với bà ấy, cũng sẽ không có hành động bất lợi với cô. Nhưng Nghiêm Thành thì lại khác. Nếu như bà nội lấy tư cách trưởng bối, người đứng đầu Nghiêm thị, rút lại mọi quyền hành của anh, thì anh có đủ sức chống chọi lại hay sao chứ? Tôi và Đào Đào đáng giá như vậy sao? Anh thực sự làm như vậy vì chúng tôi sao? Diệp Tâm hỏi, Nghiêm Thành nhíu chặt đôi mày. Tôi vì chính mình, sống hai mẹ con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và tôi muốn sống hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Tâm nhìn bóng lưng của người trước mặt, cao lớn, vững chãi. Cô chưa yêu Nghiêm Thành, điều đó là chắc chắn. Song anh lại làm cho Diệp Tâm tin tưởng, có một người cha xứng đáng với tình thương của con gái, Đào Đào sẽ rất tự hào. Chuyện đăng ký kết hôn đó, cô bỏ dở câu hỏi, nhưng Nghiêm Thành đã rõ ràng quyết định. Cô nhớ tới khuôn mặt dạng người của con gái, không ai yêu thương nó bằng ba ruột. Đào Đào lại thương ba như vậy, con bé cũng không muốn sống xa mẹ của mình. Chuyện đăng ký kết hôn đó, khi Đào thực hiện, tôi sẽ... Thủ tục kết hôn cũng đơn giản, Nghiêm Thành nhìn cô cúi gằm mặt, thoáng mỉm cười. Tối nay, có thể nội tôi, hoặc nhiều người sẽ tới dự tiệc. Chúng ta cũng nên xác định thân phận của mình, chỉ bằng... Giọng của anh trở nên trầm thấp. Chiều này, à không, hay ngay bây giờ, chúng ta đi làm thủ tục luôn đi. Diệp Tâm vẫn còn cứng người khi vòng tay của Nghiêm Thành vòng qua người mình, nhưng cô không muốn phân vân nữa. Đào Đào không thể xa ba của cô nhóc, cô cố ý vịn vào lý do ấy để cho mình thụ động, song vẫn cam tâm tình nguyện bước theo xe của Nghiêm Thành tới văn phòng công chứng, chính thức làm giấy kết hôn. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thành mở tiệc ở biệt thự nhà mình, trong thời gian chỉ có một buổi gửi lời mời mà khách gần như không ai vắng mặt. Đủ thấy vị trí của Nghiêm Thành trong giới kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào Nghiêm thị mà đã trở nên vững chắc như câu bà nội của anh thường cảm thán. Đủ lông, đủ cánh. Thiệp mời là tân gia, khách dự tiệc đều thấy bên cạnh Nghiêm Thành có một cô gái trẻ. Cô thật không xinh đẹp, song dịu dàng thanh tú. Có người thắc mắc, Nghiêm Thành đều cười nhẹ. Đây là vợ của tôi. Bé gái xinh xắn, có đôi mắt màu nâu nhạt. Gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, được Nghiêm Thành bổng lên âu yếm, còn ngọt ngào gọi anh là ba, gọi cô gái kia là mẹ. Ánh mắt của ba người nhìn nhau đầy ấm áp, khiến cho không ít người bất ngờ. Chúc mừng cháu! Ba của Mạnh Bằng bước lên, chúc mừng bằng một cái vỗ vai, đưa cháu chưa bao giờ thân thiết. Mạnh Bằng nhếch miệng, không giấu được nụ cười có vẻ mỉa mai. Cô nhóc Đào Đào nhìn thấy Mạnh Bằng thì vui sướng gọi lớn, chạy tới ôm chân của anh. Đôi mắt trong trẻo lấp lánh, sự vui vẻ không che giấu. Mạnh Bằng cũng cúi xuống, vuốt tóc của cô bé con. Tiểu Đào Đào!
Không thể gọi là anh được. Ông Nghiêm lên tiếng nhắc nhở. Phải gọi là chú hai, biết không Đào Đào? Còn ta là ông chú. Đào Đào tuy còn nhỏ, chưa phân biệt rõ ràng như thế nào là vai vế. Cô thích gọi Mạnh Bằng bằng anh hơn. Anh ơi, Đào Đào gọi là anh không được sao? Đào Đào nhớ anh lắm, nhớ cả anh Mạnh Quan nữa. Anh cũng nhớ Đào Đào. Có thật lòng là nhớ hay không chứ? Mạnh Bằng như soi mình vào trong đôi mắt trong veo đó. Cô bé nhớ tới các anh bằng tình cảm chân thật. Mạnh Quan cũng dành sự quan tâm thật lòng cho con nhóc. Chỉ có Mạnh Bằng ban đầu chỉ để ý tới Đào Đào vì anh họ thích cô nhóc, quan tâm nhiều tới nó mà thôi. Còn bây giờ... Anh ơi, ba của Đào Đào nè! Đào Đào chạy tới ôm lấy Nghiêm Thành. Anh họ nhìn con bé bằng đôi mắt đầy ấm áp, không như ba. Mạnh Bằng nhìn sang cha ruột, ông ấy đã bao giờ nhìn mình như thế này hay chưa? Tiểu Bằng, đem Đào Đào đi chơi giùm tôi nha. Nghiêm Thành quay sang phía ba Mạnh Bằng, lễ phép. Cháu mời chú. Mạnh Bằng gật đầu, nắm lấy tay của Đào Đào. Đi thôi em, có đói bụng hay không? Anh dẫn đi kiếm cái gì đó ăn nha. Anh ơi, anh Mạnh Quan đâu? Anh Mạnh Quan, tại sao lại không tới? Anh ấy bận, anh Mạnh Quan bận rồi. Mạnh Bằng bồng cô bé lên. Thằng nhóc đó, sau khi Đào Đào đi mất, đã đôi lúc ngẩn ngơ ngồi một chỗ. Nó trở nên cộc cằn hơn, cũng không thường xuyên nói chuyện với Mạnh Bằng như trước. Hôm nay nghe được tin con bé ở chỗ Nghiêm Thành, có phải là sẽ vui hơn hay không? Đào Đào có nói chuyện với anh Mạnh Quan không? Dạ có. Mạnh Bằng trao điện thoại cho cô bé ở phía bên kia. Giọng của Mạnh Quan cau gắt vang lên. Cái gì? Anh ơi! Một tiếng anh ơi ngọt như rót mật, Mạnh Quan nhận ra ngay. Là mày sao? Em đang ở chỗ của anh Bằng, em nhớ anh lắm, anh ơi! Trong một góc tối của khu vườn, Lạc Lạc nhìn cô nhóc đang hân hoan trò chuyện. Thế giới của Đào Đào toàn là những điều tốt đẹp, khác với Lạc Lạc. Trước khi con bé hiểu chuyện cũng nên rời khỏi, dù sao để lại ấn tượng tốt đẹp về một anh Lạc Lạc luôn yêu thương cô nhóc vẫn hơn là một kẻ lừa đảo lợi dụng sự ngây thơ nhằm mục đích thực hiện một cái hợp đồng. Có một bóng dáng chợt vụt qua trong tầm mắt, tiệc đông người cho nên không ai chú ý, nhưng Lạc Lạc chỉ thoáng nhìn nhận ra đó là ai. Anh buông ra! Tụng Ân, buông ra! Lạc Lạc chạy theo mà hai người kia dường như không để ý, tới một góc tối khác của khu vườn rộng. Nhiếp Ân đang giằng co với ai mà giọng có vẻ kích động. Lạc Lạc định thần nhìn kỹ, đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, thoáng vẻ mệt mỏi. Cậu nhớ tới ngay tấm hình mà Nhiếp Ân từng đem đốt. Người đàn ông đó ôm một cô gái mặc áo cưới. Thời gian dường như đã nhuộm lên vẻ mặt lạnh giá đó, thêm sự mệt mỏi bằng hai bọng mắt khá dày. Em nghe anh nói đã, anh... Mẹ ơi! Lạc Lạc từ trong bóng tối chạy ra, ôm lấy Nhiếp Ân. Cậu đang diễn vai đứa con hạnh phúc, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh cười. Mẹ ơi, ba bảo con đi tìm mẹ kia. Lạc Lạc nũng nịu rồi nhìn sang người đàn ông đối diện. Chú này là ai vậy mẹ? Ân Ân, đây là... Lạc Lạc còn nhớ, sư phụ từng nói Nhiếp Ân có một quá khứ đáng thương, giao cậu cho cô cũng như một biện pháp xoa dịu tâm lý. Nhiếp Ân đã mất đi đứa trẻ của cô ấy, sự có mặt của Lạc Lạc giống như là một phương án thế thân đúng lúc. Nhờ đó mà Nhiếp Ân lấy lại phần nào tinh thần, càng ngày càng trở nên kiên cường hơn. So với độ tuổi, hình như đứa trẻ của chị Nhiếp cũng cỡ tuổi Lạc Lạc. À không, nhỏ hơn vài tuổi thì phải. Nhưng thời đại này, trẻ con lớn hơn tuổi là chuyện bình thường. Huống gì khả năng nhập vai của Lạc Lạc là siêu hạng, lừa một người cũng không phải là chuyện khó khăn. Chú ơi, đây là mẹ cháu, còn chú là ai? Anh ta sững sờ nhìn vào Lạc Lạc, có vẻ rất xúc động, bàn tay run run. Ba ơi! Có phải trùng hợp như vậy hay không? Lạc Lạc nhìn thấy dáng của Khang Kỷ Bách thấp thoáng sau mấy bụi cây thưa, vội vàng lên tiếng. Anh ta có hơi chần chừ nhưng cũng bước tới ngay. Ba ơi, chú này quen với mẹ này. Cả hai người đàn ông đều có vẻ sững sờ khi nhìn thấy nhau, nhưng Khang Kỷ Bách lấy lại bình tĩnh hơn. Anh chìa tay ra, lịch sự. Chào anh. Chào anh. Hai người đàn ông cũng đã trấn tĩnh, nhìn ba người trước mặt, vẻ lạnh lùng trở lại trong mắt của anh ta. Nếu như tôi nhớ không lầm thì lần trước đã gặp mặt. Anh... À không, phải gọi là đội trưởng Trương chứ. Anh vẫn chưa có gia đình. Sao hôm nay lại cùng với vợ cũ của tôi có quan hệ vợ chồng được chứ? Hay là tôi đã nhận nhầm, anh không phải là Trương Vĩ Hàm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 6? Có nằm mơ cũng không biết người đồng hành của mình lại là một cảnh sát, còn là đội trưởng đội hình sự số 6. Anh ta... Không có chuyện gì là không thể cả. Khang Kỵ Bách kéo Nhiếp Ân vào trong lòng cười khẽ. Chúng tôi có một chút hiểu nhầm, nhưng đã giải quyết được. Anh là anh Thạch có phải hay không?
Anh cũng biết nói quan hệ giữa hai bên là vợ cũ, Ân Ân không phải là vợ của anh nữa, cho nên xin anh tự trọng cho. Anh Trương, anh... So với Nhiếp Ân, Lạc Lạc phản ứng nhanh hơn, cậu bé lại rụi đầu vào lòng của Khang Kỷ Bách nũng nịu. Ba mẹ ơi, con buồn ngủ quá, mình về phòng đi ba mẹ. Đi thôi. Khang Kỷ Bách kéo Nhiếp Ân đi khỏi, để lại vẻ đau khổ, xót xa đè nặng trên gương mặt bất lực của Thạch Tư Nhiên. Về đến căn phòng dành cho cả ba người, Lạc Lạc vụng tay ra, hướng về phía Khang Kỷ Bách cao giọng. Bây giờ, tên của tôi là Khang Lạc hay là Trương Lạc, anh giải thích đi. Nhiếp Ân ngồi thừ tại mép giường, đôi mắt dại đi. Cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp mặt vừa rồi, lẫn thông tin sốc vừa mới nhận, kẻ lừa đảo lại bị cảnh sát lừa hay sao? Hai người khi lừa đảo người khác, cô cần phải giải thích cho ai biết vì sao mình làm vậy hay không? Anh... Khang Kỷ Bách thực sự là một gã sát thủ máu lạnh. Thạch Tổng nói đúng, tôi là Trương Vĩ Hàm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra số 6. 5 năm trước đây, đội của tôi nhận được một vụ trọng án, là một vụ va chạm dẫn đến tai nạn. Nghi là do xe cũ không đảm bảo an toàn, cho nên phát nổ do bình xăng rò rỉ. Nhưng sau đó thì tôi nhận được báo cáo phát hiện một lượng thuốc nổ nhỏ còn sót lại trên xe. Vụ án đã được thành lập, xếp vào mưu sát. Nhưng nạn nhân đã chết, sau đó anh phát hiện cô ấy còn sống, cô ấy là... Manh mối của chúng tôi càng lúc càng mờ mịt, cho đến khi tôi nhận được thông tin Nghiêm tổng của Nghiêm thị đang tìm kiếm một nhóm lừa đảo, mục tiêu là cô gái trẻ. Chúng tôi không cần cách nào khác, cho nên đành phải tìm cách. Anh cũng siêu thật. Lạc Lạc gật gù. Lừa được khối người làm nghề lừa đảo, anh rất có tiềm năng. Ban đầu thì tôi cũng nghĩ theo hướng Nghiêm thị muốn bịt miệng cô gái kia, cho nên mưu đồ ám sát. Quả thật cũng có người muốn giết Diệt Tâm, xong ở đây tôi phát hiện một vài tình tiết mới, cho nên... Tình tiết gì chứ? Tiểu Lạc. Nhiếp Ân quát lớn. Chuyện của cảnh sát Trương, em họ làm gì chứ? Định hợp tác với cảnh sát để họ mau chóng tống mình vào tù hay sao? Trương Vĩ Hàm nhún vai không nói. Anh lấy thân phận của Khang Kỷ Bách, vốn là muốn cùng đám lừa đảo tiếp cận với Nghiêm Thành, xâm nhập vào Nghiêm thị nhằm điều tra chuyện có liên quan tới tổ chức sát thủ kia, đã thực hiện không ít phi vụ lớn, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ là càng không ngờ, càng diễn lại càng tự thấy bẫy lừa đảo răng ra tuy nhiều lúc khá đơn giản nhưng lại hiệu quả, khiến cho người ta mãi không dứt nổi chân. Chuyện chính mới tiến triển một ít, chuyện phụ đã lún quá sâu. Vậy anh làm sao mà biết chồng chúc của mẹ tôi vậy? Lạc Lạc, chị không muốn nói thì để tôi nghe người ta nói. Lạc Lạc cũng không vừa. Anh ta cũng khá rõ về anh. Tôi cũng không nghĩ Nghiêm Thành lại mời anh ta tới tham gia tiệc. Thạch Tư Nhiên là tổng giám đốc của Minh thị, với Nghiêm gia xưa này là quan hệ cạnh tranh từng chút một. Anh ta và tôi đúng là có chút quen biết. Trương Vĩ Hàm thở dài. Em họ của tôi chính là Bạch Mộng Hoa. Bạch Mộng Hoa, cái tên khiến cho Nhiếp Ân ngẩng lên. 10 năm trước, cái tên này từng khiến cho cô có bao nhiêu căm hận. Hận không kém Thạch Tư Nhiên, chính là cô ta. Mộng Hoa 2 năm trước, nó đã qua đời. Nó... Tôi cũng suýt không còn mạng. Chắc là cô ta chưa nói cho Thạch Tư Nhiên biết. Cô ta đã làm gì tôi, làm gì đứa con của tôi. Anh ta chưa biết, nó tức tưởi chết như thế nào, đau đớn như thế nào. Anh ta... Nhiếp Ân, tôi... Bạch Mộng Hoa và Trương Vĩ Hàm, dù là họ hàng, nhưng quan hệ cũng không thân thiết cho lắm. Thời gian trước, anh đừng nghe mẹ kể, Mộng Hoa yêu say đắm ai đó tới mê muội, cũng đã làm không ít chuyện. Bắn đi một thời gian, thì đích thân mẹ của Mộng Hoa gọi điện cho Vĩ Hàm, xin anh tìm cách cứu Mộng Hoa. Cô ấy gây ra chuyện lớn, lái xe đụng người ta, cô gái kia đang mang thai phải nhập viện, may là giữ được cái thai, sau đó thì... Thực ra lúc đó, con của Ân Ân đã bị mất. Lạc Lạc thở dài. Sư phụ tôi gặp chị ấy trong bệnh viện, bày ra cho Ân Ân cách tung tin thai vẫn được giữ, bỏ đi biệt dạng để cho cái gã khốn nạn kia phải sống trong khổ sở và dằn vặt. Đó là... Là vụ đầu tiên mà tôi lừa đảo. Nước mắt vô thức rơi trên má của Nhiếp Ân, ướt đẫm. Trước đó tôi toàn bị lừa, bị chồng tôi lừa, bị gàm gái của anh lừa. Cuối cùng tôi cũng lừa họ lại được một lần. Tôi... Tay của cô lẩn lên thành bụng, cô từng mong chuyện mình lừa hai kẻ kia sẽ trở thành sự thật. Con của cô không mất, nó vẫn còn trong bụng, quấy đạp từng ngày. Sau này nghĩ thoáng hơn, lại thấy nó không ra đời cũng là điều tốt. Cha của nó không như Nghiêm Thành, âm thầm bảo vệ Diệp Tâm qua bao tháng ngày. Cha của nó lừa gạt mẹ nó, cha của nó vốn không có tình yêu với mẹ của nó. Cha của nó chỉ xem mẹ con nó như một thứ vật dụng vô tri vô giác, giúp anh ta nhanh chóng trả thù. Đôi tay vẫn còn nhỏ của Lạc Lạc đưa tay lên đẩy Trương Vĩ Hàm đang đứng như pho tượng trong phòng về phía cửa, giọng lạnh tanh. Chỉ cần anh không có ý định cho hai chị em tôi vào tù là được. Chuyện điều tra của anh cứ làm,
xoay sở đối phó như thế nào là mai tính. Giờ mời anh ra ngoài cho. Lạc Lạc vừa ôm Nhiếp Ân, vỗ nhẹ vai cô, từ từ sâu chuỗi các sự kiện. Không phải tự nhiên mà ông bà hờ Thạch Tư Nhiên gì đó xuất hiện. Nghiêm Thành mấy hôm trước đã dùng anh ta để giữ Nhiếp Ân ở lại, tiếp tục thuyết phục mẹ con Đào Đào. Giờ đột ngột ba mặt một lời, tỉnh mới tỉnh cũ của Nhiếp Ân cũng có mặt. Nhất định là Nghiêm Thành đang muốn kiểm tra điều gì đó. Chỉ tiếc là Lạc Lạc chỉ mới có 11 tuổi, có nhiều điểm tâm tư người lớn vẫn không thể hiểu được. Huống gì Nghiêm Thành không phải là người lớn bình thường, anh ta đích thực chính là một con cáo xạo quyệt. Nếu như đã có chân thành, có lẽ chỉ dành cho mẹ con của Đào Đào. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đào Đào lưu luyến tiến Mạnh Bằng ra về, còn dặn đi dặn lại cậu ta. Anh ơi, khi nào anh với anh Mạnh Bằng lại tới đây chơi với Đào Đào? Nhanh thôi. Mạnh Bằng xoa xoa đầu cô bé, còn hôn nhẹ lên má của Đào Đào. Xe nhanh thôi mà. Dạ. Chiếc xe khởi động đi được một đoạn, nhưng Mạnh Bằng vẫn có cảm giác. Cô bé vẫn còn cùng với ba mẹ đứng yên tại chỗ, lưu luyến nhìn theo. Con bé có vẻ quấn quýt với con lắm. Dạ vâng. Con phải biết. Tai của Mạnh Bằng ụ đi trước những lời dặn dò đầy tính toán. Mười mấy tuổi, sao đã phải nghe những lời dạy dỗ chỉ liên quan tới danh lợi, đến tranh giành của người, được gọi là người ba chứ? Bao nhiêu năm nay ngoài những lời nói ấy, ông ta đã bao nhiêu lần được như Nghiêm Thành lúc nãy, ôm lấy con gái, ánh mắt ấm áp luôn chịu theo dõi con. Chưa khi nào. Mạnh Bằng, con có nghe bà nói hay không? Con buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học nữa. Mạnh Bằng che miệng ngáp, Mạnh Bằng nhắm mắt như ngủ, cứ để cho ba tận hưởng hương vị lâng lâng của người vừa được nắm điểm yếu của kẻ khác. Nghiêm Thành là cháu ruột, nhưng cũng là cái gai trong mắt mà bấy lâu nay ông muốn nhổ đi. Vì gia tài, vì địa vị, tranh giành cho lắm, cuối cùng không phải chỉ là một nắm xương tàn ở dưới hoang mộ hay sao? Hay như bà nội, có con có cháu, nhưng nào có mấy ai thật lòng yêu thương, thật lòng muốn gần gũi bà hay không? Tin tức đem về khiến cho Nghiêm lão phu nhân vô cùng giận dữ. Nghiêm Thành công khai có một cô vợ từ trên trời rơi xuống, lại có con gái. Người khác nào muốn đem danh dự của cả nhà chôn vùi xuống vực. Lão nhị lại cho bà biết, cô gái đó hình như trước đây chính là người giúp việc trong nhà. Còn cái đứa con gái nhỏ tên là... Du Hân Hân, đúng rồi, tên là Du Hân Hân. Quản gia Hà đứng bên cạnh giật mình thon thót. Ông không thể ngờ được tiểu Du lại trở thành vợ của cậu hai, lẽ nào... Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Nghiêm lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, quét mắt về phía ba Nghiêm Thành đang điềm nhiên đứng đó. Con dạy dỗ con cái của mình như thế nào vậy hả? 5 năm trước gây ra chuyện lớn, còn bây giờ thì... Mẹ à, mẹ bớt giận đi. Người phụ nữ có vẻ đẹp dịu dàng ngồi bên cạnh lão đại, cha của Nghiêm Thành vội vã lên tiếng. Tuy Nghiêm Thành không phải là con ruột, nhưng bà ta đã tận tay dạy dỗ và yêu thương nó. Hôm nay xảy ra chuyện, bà không thể làm ngơ, để mặc cho sự giận dữ của mẹ chồng trút lên đầu anh, Thành Thành là... Chị dâu à? Bà Thẩm, cô của Nghiêm Thành, cũng là mẹ của Thẩm Thanh Dương lên tiếng. Mấy năm trước, Thành Thành làm ra chuyện đó, coi như là bị con hổ ly kia giở trò. Giờ đã lớn như vậy rồi, mà lại không biết suy xét phải trái. Cho một con nạ dòng, giới thiệu là vợ con, bôi cho chết chấu lên danh dự của nhà ta. Chị nghĩ... Cô có còn là con người của nhà họ Nghiêm đâu mà lên tiếng chứ? Lão đại bất ngờ lên tiếng khiến cho bà Thẩm ngượng chín mặt. Cô lấy chồng rồi, là người họ Thẩm. Chuyện họ Nghiêm để người nhà họ Nghiêm giải quyết với nhau. Anh... Thôi được rồi, chuyện làm ầm lên chỉ có xấu mặt nhà này, chứ hay ho gì mà bản gia tán vào. Bà chợt liên tưởng tới chuyện năm xưa của đứa con trai út, cũng thực hiện nhiều việc tiền trảm hậu tấu như vậy. Hậu quả là... Gọi Nghiêm Thành về, làm giấy kết hôn cũng được, thì ly hôn cũng được, nếu như còn ngoan cố thì... Bà chợt khựng lại, địa vị của Nghiêm Thành trong gia tộc không còn đơn giản, chỉ là một giám đốc điều hành của Nghiêm Thị. Mấy năm qua, Nghiêm Thị phát triển vững mạnh nhờ bàn tay của nó rất nhiều. Bà rút lui khỏi thương trường, hai đứa con trai, đứa không quan tâm tới chuyện công ty, đứa lại kém tài, chỉ có thể trông mong vào đứa cháu nội chống đỡ. Khác hẳn 5 năm trước, một tay bà có thể che trời. Có lẽ Nghiêm Thành cũng đã tính trước tới nước cờ này, cho nên mới giới thiệu con bé kia là vợ trước mặt bao nhiêu người, đủ lông đủ cánh, chỉ có thể muốn bay hay sao? Gọi nó về cho ta, ta có chuyện muốn hỏi, ngay chiều nay, ta muốn nó phải có mặt ở nhà ngay. Trái về không khí sôi nổi ở nhà, căn phòng của Nghiêm Thành tại biệt thự riêng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có trợ lý Tả đứng bên cạnh, trên bàn là một hồ sơ. Mọi thứ cứ như chúng ta bàn bạc, chuyện sau này phải nhờ tới cậu rồi.
Trợ lý Tạ cùng với Nghiêm Thành làm việc chung trong suốt 8 năm, hiểu rõ mọi toan tính và tính cách của chủ như lòng bàn tay. Mỉa mai thay, đó lại là người duy nhất mà Nghiêm Thành tin cậy, lại là một người dưng. Chuyện của sếp Trương anh muốn... Anh ta muốn thật sự thì cứ để cho anh ta điều tra. Còn có điều tra được hay không thì phải chờ bản lĩnh của sếp Trương. Đề nghị của Thạch Tổng anh định như thế nào? Thạch Tư Nhiên đã nói chỉ cần Nghiêm Thành giúp anh ta trở lại với Nhiếp Ân, mọi chuyện đều có thể thương lượng, có thể hợp tác và trao đổi, đương nhiên là chuyện có lời. Thế nhưng tôi muốn làm một người tốt, cậu có hiểu hay không? Người ta khi làm cha, làm chồng đều mong muốn trở thành một hình tượng tốt đẹp trong lòng của vợ con. Trợ lý Tạ nhún vai. Tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp chu toàn. Cảm ơn cậu. Nghiêm Thành vỗ nhẹ lên vai của người trợ lý, dù thật lòng muốn lùi về để tìm hạnh phúc, cũng phải xây dựng một chỗ chắc chắn để tựa cho mình. Anh liên tưởng tới khuôn mặt giận dữ của bà nội trong biệt thự đượm màu u ám. Chuyện xảy ra với chú út, mong rằng bà sẽ đừng sai thêm một lần nào nữa, dồn người tới bước đường cùng. Không phải ngoài dự đoán của Lạc Lạc, phi vụ Nghiêm Thành muốn hợp tác, mục tiêu chính là Thạch Tổng của Minh Thị. Tập đoàn này khoảng mấy năm nay không chỉ có thế lực hùng hậu mà đang bắt đầu phát triển thị trường qua khu vực miền Đông. Nghiêm Thị tuy có tài lực dồi dào, song ở một số dự án cần sự hợp tác của đối tác có thực lực. Minh Thị chính là miếng bánh béo bở, không riêng Nghiêm Thị mà nhiều công ty lớn cũng muốn tranh giành. Trong vụ lừa đảo trước đó, Lạc Lạc từng tìm hiểu về các tập đoàn lớn và ân oán giữa họ, cho nên cũng có một chút kinh nghiệm. Lừa đảo đúng là một công việc khó, không chỉ cần có một đầu óc thông minh linh hoạt, kẻ lừa đảo đôi khi còn phải học tập và trau dồi rất nhiều kỹ năng, chẳng kém gì một bác học trên mọi lĩnh vực. Sư phụ của Lạc Lạc là một điển hình cho loại lừa đảo siêu hạng này. Anh nghĩ anh ta sẽ tin hay sao? Tạ Phúc Khanh đã tra ký, Nhiếp Ân chính là Lâm Tùng Ân, con gái độc nhất của Lâm Tuấn Hiền, ông trùm bất động sản trước đây của miền Tây Nam. Lâm Tuấn Hiền tính cách tàn nhẫn, dứt khoát, thời trẻ đã gây ra không ít tội ác, khiến cho cha của Thạch Tư Nhiên bỏ mạng, gia đình ly tán. Ôm mối hận trong lòng, anh ta tiếp cận còn cưới được Lâm Tùng Ân. Chuyện tiếp theo chẳng khác nào tiểu thuyết. Thạch Tư Nhiên lợi dụng thân phận con rể, bí mật liên kết cùng với một số đối tác làm ăn, đối địch của Lâm Tuấn Huyền lật đổ ông ta, khiến cho Lâm Tuấn Hiền vì nhồi máu cơ tim mà qua đời. Chỉ là cũng như những tình tiết phổ biến trong tiểu thuyết, Thạch Tư Nhiên lại yêu Lâm Tùng Ân thật lòng. Cô gái này dù lương thiện nhưng cũng không nhóc ngách. Sau khi phát hiện ra mọi chuyện đã có phản ứng dữ dội, thả chết cũng không để cho Thạch Tư Nhiên khống chế. Tư liệu cũng cho biết trong lúc đó cô ấy lại phát hiện mình mang thai. Thạch Tư Nhiên vì cái thai này mà hết sức vui mừng. Lâm Tùng Ân gần như bị giam lỏng cho tới khi Bạch Mộng Hoa ra tay. Lâm Tùng Ân sảy thai nhưng cô ấy bằng cách nào đó lại không cho Thạch Tư Nhiên biết. Bạch Mộng Hoa đương nhiên không dám công khai chuyện mình đã hãm hại cô ấy trước mặt người thầm thương trộm nhớ. Lâm Tùng Ân biến mất để lại một lá thư. Đã mất, không tiếc, không trân trọng, không cần phải giữ gìn. Mấy năm nay, Thạch Tư Nhiên không tái hôn, cũng không có người đàn bà nào khác, toàn tâm toàn ý tìm kiếm Lâm Tùng Ân khắp nơi. Trong khi đó, cô ấy đã thay đổi thân phận, trở thành một kẻ lừa đảo, còn phải dẫn theo Lạc Lạc, thằng bé 11 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 9-10 tuổi, phù hợp với một đứa tuổi trẻ đã mất kia. Thằng nhóc thông minh, ứng biến linh hoạt, với một kẻ đang khao khát được gặp con như Thạch Tư Nhiên có thể tạm thời che mắt được anh ta. Thế nhưng có thể sẽ nhận ra, sắp xếp chỗ DNA không phải là chuyện thành công được 100%. Vậy... chúng ta sẽ không bắt đầu từ chỗ Thạch Tư Nhiên. Tạ Phúc Khanh nhíu mày. Mẹ của anh ta ngày mai sẽ tới đây. Tôi rất muốn sắp xếp một buổi gặp gỡ cho hai mẹ con của cậu và bà ấy. Cậu ta thấy cậu đi với Nhiếp Ân, nhất định sẽ có nghi vấn. Mẹ của Thạch Tư Nhiên là một người phụ nữ truyền thống. Con trai tới tuổi này rất mong được ấm cháu. Tiếc là đánh vào nỗi khao khát của con người. Nguyên tắc này ai làm lừa đảo đều thuộc nằm lòng. Tạ Phúc Khanh. Anh nghiên cứu rất kỹ. Làm như không để ý tới vẻ mỉa mai trong lời nói của Lạc Lạc, giọng của Tạ Phúc Khanh vẫn đều đều. Chuyện hợp tác lần này Nhiếp Ân cũng không biết, chỉ có cậu, chúng tôi. Chắc cô ấy sẽ có phản ứng mạnh. Đúng vậy, điều đó sẽ thuận lợi trong việc lừa gạt Thạch Tư Nhiên. Sau đó thì sao chứ? Chuyện tiếp theo là của Nghiêm Tổng. Tạ Phúc Khanh cười nhẹ. Chúng ta không cần can thiệp vào, nhiệm vụ của cậu là diễn cho đúng vai đứa trẻ khao khát tình cảm, muốn gần cha, thêm một chút xảo thuật để anh ta không nghi ngờ chuyện cậu không phải là con ruột. Nhưng mà tôi không giống Nhiếp Ân, cũng không giống anh ta, anh nghĩ... Cậu có một khuôn mặt rất cơ bản. Tạ Phúc Khanh cười cười. Đường nét khá đặc trưng của người Trung Quốc, khó mà phân biệt là giống hay không giống. Lần trước, cậu cũng đâu có giống ai trong nhà đó mà vẫn lừa gạt được họ đấy thôi. Là vì bọn họ mở mắt sau của cải, còn những kẻ lần này lại là thứ khó mà giả nhất, tình thương ruột thịt.
Lạc Lạc cũng hoài nghi mình có thể diễn giống hay sao chứ. Tôi nghĩ cậu không cần 10 triệu nhân dân tệ mà chúng tôi đã trả. Điều mà cậu muốn là giúp Nhiếp Ân hoàn toàn vứt bỏ lưu luyến quá khứ, trả thù gã chồng đã lợi dụng cô ấy. Làm Nhiếp Ân phải lưu lạc bấy lâu, cách tàn nhẫn để trả thù chính là ném họ xuống từ đỉnh cao của hạnh phúc. Tôi nói đúng hay không? Lạc Lạc không đáp nhưng cũng đã quyết định mang mặt nạ vào thôi. Cảm ơn anh. Cô bé chợt nụ nụ cười hồn nhiên quen thuộc, ôm lấy Tạ Phúc Khanh. Em nhất định sẽ làm được cho ba hạnh phúc. Em sẽ khiến ông ấy thấy có một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như em là điều kỳ diệu tới thế nào. Con thú bị thương sẽ trút toàn bộ giận dữ lên con mồi đứng gần nó nhất. Thạch Tự Nhiên đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, tàn nhẫn biết bao mới thực hiện được kế hoạch trả thù. Liệu anh ta có sập bẫy của một thằng nhóc mới vừa mới có 11 tuổi hay không? Lạc Lạc hiểu mình chỉ là một con cờ mà Nghiêm Thành muốn sử dụng để điều khiển một quân cờ quan trọng hơn là Thạch Tự Nhiên. Nhưng có làm sao đâu cơ chứ, dù sao cũng là tên lừa đảo, lừa thêm một lần cũng lắm là chết, sinh nghề tự nghiệp, chắc sẽ đỡ hơn sư phụ chết giả trong nỗi cô đơn. Anh Tạ, em muốn gặp ba của em quá, anh sắp xếp dụng đi có được hay không? Nhanh lên nha. Tạ Phúc Khanh nhếch mép, những kẻ gánh trên vai một nỗi niềm sâu kín thường rất liều lĩnh nhưng cũng thực sự đáng thương, thật sự là rất đáng thương. Mới sáng sớm, Lạc Lạc đã lôi kéo Đào Đào, Đào Đào nũng nịu. Diệp Tâm cũng không thể cứng lại, đường phố cô chưa quen thuộc, cho nên người đi cùng đương nhiên chính là Nhiếp Ân và Khang Kỷ Bách. Đến siêu thị, Khang Kỷ Bách ở bên ngoài, hai người phụ nữ cùng với hai đứa bé vào trong siêu thị mua sắm. Đào Đào, đi mua trứng. Dạ. Tạ Phúc Khanh cung cấp cho Lạc Lạc một tài liệu khá chi tiết về những người bên cạnh của Thạch Tự Nhiên. Thạch Mẫu là người anh ta vô cùng yêu thương và kính trọng, có thể nói là người thân còn sót lại duy nhất của Thạch Tự Nhiên hiện nay. Bà có thói quen sáng nào cũng đi siêu thị này mua sắm. Điều quan trọng nhất, bà ta cũng biết Nhiếp Ân. Tính toán thời gian chuẩn xác, Lạc Lạc nhếch môi. Đằng trước là một người phụ nữ trung niên đang lựa chọn hàng hóa. Nét mặt của Thạch Tự Nhiên đúng là con hiệu nét giống với bà ta. Anh ơi, sao anh lại cười vậy chứ? Đào Đào hồn nhiên hỏi, cô bé không thích nụ cười đó của anh một chút nào. À, không có. Đào Đào có thích lên xe đẩy ngồi hay không? Lạc Lạc xoa đầu cô bé. Để anh đẩy đi. Thôi, em lớn rồi, em không ngồi xe đẩy nữa đâu. Đào Đào lắc đầu. Thích lắm, em bé xíu, anh đẩy mà không nặng gì đâu. Em... Lên đi mà. Đào Đào vẫn còn ham chơi, với lại cô bé cũng thấy mình không lớn cho lắm. Ngồi lên xe đẩy thì không phải đi bộ, thích biết bao nhiêu. Chiếc xe đẩy được Lạc Lạc nhắm thẳng vùng mục tiêu là xe đẩy của Thạch Mẫu. Đào Đào hoảng hốt mà hét lên. À! Tiếng động khiến cho những bà nội trợ trong khu vực tự chọn đều giật mình. Diệp Tâm và Nhiếp Ân vội chạy tới. Xe làm ngã xe hàng của Thạch Mẫu, hàng hóa văng tung tóe, khuôn mặt của bà ta rất khó coi. Đào Đào mặt mày tái mét, Lạc Lạc cũng chẳng gì hơn. Mẹ ơi! Cả hai đứa trẻ đều chạy ra sau lưng, nấp vào sau lưng của Diệp Tâm và Nhiếp Ân. Thạch Mẫu quay lại, chuẩn bị phát hỏa, thì bỗng nhiên nhận ra cô gái trước mặt. Nhiếp Ân cũng sững sờ. Là cô. Ân Ân. Là bà. Bà. Khi còn là vợ của Thạch Tự Nhiên, Nhiếp Ân, Lâm Tụng Ân vẫn luôn có một sự e dè đối với người phụ nữ, luôn có vẻ hiền hòa, nhưng ánh mắt nhìn cô luôn xa cách và lạnh nhạt. Cô từng tìm bao nhiêu cách để tới gần bà ấy, hỏi chuyện, cố gắng pha trò một cách vui vẻ. Cô cũng không tiếc mua quà về tặng bà, còn mặt dày mà theo bà học đòi nấu ăn. Bà không tỏ ra chán ghét, song thái độ lúc nào cũng như vậy, khiến cho Lâm Tụng Ân đối với người mẹ chồng này thường trực có hai thái độ. Vừa kính lại vừa sợ hãi, không dám thân cận, càng không gần gũi được với bà. Sau này thì cô mới biết, bà ấy hận ba, hận Lâm Tụng Ân biết bao nhiêu. Bà ấy cố gắng không mắng vào mặt của cô, không xỉ vả ba cô khi đối diện, chỉ vì muốn phối hợp với con trai trong kế hoạch trả thù gia đình cô. Đáng thương cho Lâm Tụng Ân, cô từng nghĩ, dù như thế nào, cũng phải làm cho bà ấy chấp nhận mình, vui vẻ với mình. Ba cô vì con cũng hạ mình không ít, đổi lại là một mối thù không đội trời chung giữa hai thế hệ. Ba cô cũng đã chết, chết vì mềm lòng, chết vì không nỡ, nhìn con gái của mình đau khổ trong một cuộc si tình. Mẹ ơi! Lạc Lạc nhìn thấy thái độ thẫn thờ của Nhiếp Ân thì đã hiểu, cứng rắn bao nhiêu năm cũng chỉ là vỏ bọc, vết thương lòng của chị ấy chưa bao giờ được chữa trị thì làm sao có thể lành được chứ? Tụng Ân, đây là... Người phụ nữ kia vì tiếng gọi mẹ ơi của Lạc Lạc mà giật mình. Sáng sớm hôm nay trước khi ra đường, Lạc Lạc đã cố tình dựa theo cách ăn mặc và kiểu tóc của Thạch Tự Nhiên lúc nhỏ mà có chỉnh trang đôi chút, nhìn cũng có vài nét tương tự anh ta, đặc biệt là đôi mắt to đen láy, đúng chuẩn ngây thơ.
Chào bà, cháu xin lỗi bà. Lạc Lạc cúi mặt, ra chiều biết lỗi. Bà đừng trách mẹ cháu nhá, là do cháu ham chơi, cháu không cố ý làm đồ của bà đâu, cháu xin lỗi bà nhá. Diệp Tâm cũng nhận ra thái độ lạ lùng của Nhiếp Ân và những người phụ nữ trung niên. Bản năng của một người chạy trốn suốt mấy năm khiến cho cô cũng cúi người, nhanh chóng tới bên cạnh Thạch Mẫu lễ phép. Xin lỗi bà, nếu có tổn thất gì chúng tôi sẽ... Không không. Thạch Mẫu lấy lại bình tĩnh, nhìn Lạc Lạc và Đào Đào đang cúi xuống đất nhặt đồ đạc dưới đất, mắt di chuyển lên khuôn mặt tái xám của Nhiếp Ân, giọng run run. Không có gì, không có gì đâu. Bà thật tốt bụng, cháu cảm ơn bà nhá. Như vậy là đã đủ, cậu bé nắm tay Nhiếp Ân kéo đi ra phía quầy tính tiền phía trước. Mỗi câu đá thả, ca cùng đá xuất hiện. Bên trong quầy, Thạch Mẫu lúng cuống bấm điện thoại. Tạ Phúc Khanh khẽ cười. Chuyện diễn ra hoàn toàn trong dự tính. Toàn bộ những phòng xét nghiệm DNA trong khu vực phía đông này đều đã có sự chuẩn bị và sắp xếp. Vụ lừa đảo đang bước vào những bước đầu tiên. Anh ơi, bà tốt quá ha. Đào Đào vẫn ngây ngô liến thoáng. Trước đây cô nhóc và mẹ từng quẹt trúng một bà hung dữ, đổ một ít đổ thôi mà cũng đã la hét ầm ĩ, buộc mẹ phải đền tiền. Nhưng bà lúc nãy thì... Lạc Lạc vuốt má Đào Đào. Lúc nãy em có sợ hay không? Có bị thương ở đâu hay không? Em không bị gì hết á. Nhưng mà quên lấy bánh quế cho ba rồi. Ba thích ăn bánh quế. Đào Đào tít mắt. Một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt của hai người. Hai đứa trẻ dừng lại. Lạc Lạc nhận ra là Thạch Tư Nhiên. Có lẽ Thạch Mẫu gọi anh ta tới. Đúng là rất nhanh. Ân Ân, anh... Nhiếp Ân như gặp quỷ, vội vã lùi lại. Diệp Tâm cũng có thể mơ hồ hiểu được. Cô bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nói. Chào anh. Bóng lưng nhỏ nhắn chắn ở giữa, ngăn đi sự tiếp xúc của hai bên. Lạc Lạc thoáng ngạc nhiên. Trước đây Diệp Tâm luôn là người phụ nữ, có vẻ như không có chủ kiến, yếu ớt. Hôm nay trái lại, mẹ của cậu bé gặp lại người xưa là mất hết bình tĩnh, đủ để chứng minh cô ấy đã từng yêu anh ta biết bao nhiêu. Tình yêu sao? Nghiêm phu nhân phải không? Tôi muốn nói chuyện với Ân Ân một chút, phiền cô. Không. Nhiếp Ân hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía Thạch Tư Nhiên, chỉ còn có sự lạnh lùng. Tôi không có gì để nói với anh cả. Hiện tại tôi đang cùng với phu nhân đi mua sắm, phải về ngay. Anh Thạch, xin đừng làm cản trở công việc của tôi. Kẻo phu nhân không hài lòng, ảnh hưởng tới việc làm của tôi thì không được hay lắm. Tôi... Một bóng người cao lớn cũng không kém đang tới, chính là Khang Kỳ Bách. Lặng lẽ cầm lấy hai túi đồ nặng từ tay của Diệp Tâm và Nhiếp Ân, không một chút khách sáo, nói với Thạch Tư Nhiên. Thạch Tổng, làm phiền. Ba ơi! Lạc Lạc bám lấy cánh tay của anh ta, cười ngọt ngào. Hình ảnh ba người hạnh phúc đó làm cho tim của Thạch Tư Nhiên đau nhói. Lạc Lạc thoáng nhìn thấy từ xa, Thạch Mẫu cũng đang đi tới chỗ này. Diễn như vậy có lẽ là quá đủ, cô bé cúi người, lễ phép với Thạch Tư Nhiên. Con chào chú, con và ba mẹ phải về rồi. Diệp Tâm cũng nhanh chóng nắm lấy tay của Đà Đào, cùng cả nhà Nhiếp Ân rời khỏi trung tâm thương mại. Đôi mắt của Nhiếp Ân dù cố nén, nhưng dường như đang có vài giọt nước long lanh. Ngày buổi sáng ngày hôm đó, người mà Nghiêm Thành muốn gặp quả nhiên cũng đã tới gặp anh. Thạch Tổng, chào anh. Chào Nghiêm Tổng. Thạch Tư Nhiên đang trong tư thế của người bị động. Nhiếp Ân là người giúp việc trong gia đình của Nghiêm Thành, có lẽ không phải là chuyện tình cờ. Anh muốn gì, cứ ra điều kiện đi. Rất thẳng thắn, Nghiêm Thành cũng không muốn vòng vo. Hợp tác. Chỉ đơn giản là hợp tác. Chuyện hợp tác không phải là đã định rồi hay sao? Hợp tác với tôi, chứ không phải với Nghiêm Thị. Hợp tác với anh. Ánh mắt của Thạch Tư Nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lý lịch của Nghiêm Thành nhanh chóng được điểm qua trong đầu của anh ta. Thì ra là Nghiêm Tổng cũng không phải là đứa cháu ngoan. Dù được trọng dụng như vậy, nhưng vẫn có toán tính riêng. Anh muốn... 5 năm trước tôi bị bỏ thuốc. Người dùng thuốc mê với tôi có mục đích khiến tôi phải vào tù, hủy đi lòng tin của bà nội và các trưởng bối trong nhà, muốn đoạt lấy mọi tài sản. Hiện giờ tôi đã có vợ con cần phải bảo vệ, họ chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để tập kích tôi. Tôi cũng như nhiều người đàn ông khác mà thôi. Giang San cũng muốn, nhưng mỹ nhân cũng lại không muốn bỏ. Thạch Tổng chắc là hiểu tôi chứ? Thạch Tư Nhiên đương nhiên là hiểu, trước đây anh ta cũng đã từng. Vậy anh muốn hợp tác như thế nào? Tôi chỉ cần cam kết của anh là đủ. Người hợp tác với anh là Nghiêm Thành, không phải là Nghiêm Thị. Khi có chuyện xảy ra, mong anh đừng quên giao ước của chúng ta. Tôi hiểu, còn chuyện của Ân Ân. Cô ấy hiện đang làm việc trong nhà tôi, theo một thỏa thuận riêng. Nghiêm Thành đặt sấp hồ sơ xuống bàn. Đây là giao kèo của tôi và cô ấy.
Nhiếp Ân sau khi rời xa Thạch Tổng, cô ấy đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng của thế giới lừa đảo, tham gia khá nhiều phi vụ. Cô ấy rất theo đứa con trai là Lạc Lạc, biệt danh trong giới là Quá Phụ Đen. Từ khi thuê nhóm người lừa đảo, Nghiêm Thành đã tính tới diễn biến ngày hôm nay. Hai nhóm người lừa đảo cũng là nạn nhân trong trò lừa mà Nghiêm Thành đóng vai người điều khiển. Anh ta đã sớm biết chỉ có Nhiếp Ân, Lâm Tùng Ân mới có thể khống chế được Thạch Tư Nhiên. Người chồng của cô ấy, Khang Kỳ Bách, cũng là một đối tác của Nhiếp Ân. Anh ta vốn là cảnh sát, tiếp cận tôi hòng điều tra chuyện 5 năm trước. Về phần anh ta, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Thạch Tổng có thể yên tâm. Tôi không hề lo về anh ta, chỉ có Ân Ân. Tôi... Thạch Tư Nhiên nắm chặt tay. Cô đã quên chuyện cũ, cô đã không còn hận Tư Nhiên nữa. Cả hai liệu có còn cơ hội nào hay không? Nghiêm Thành nhìn thoáng qua gương mặt với những trạng thái cảm xúc phức tạp trước mắt, thoáng mỉm cười. Tôi sẽ giữ chân cô ấy và thu xếp một số chuyện. Còn lại đều phải trông vào anh thôi, Thạch Tổng. Tiễn Thạch Tư Nhiên ra cửa, Nghiêm Thành nói với Tạ Phúc Khanh. Chuyện sắp xếp thử DNA thế nào rồi chứ? Tương đối ổn, chỉ là không biết lúc nào anh ta sẽ... Không cần tiếp tục nữa cũng được. Xem ra anh ta không cần biết Lạc Lạc là con của ai nữa. Tạ Phúc Khanh rất thông minh, anh ta đã hiểu ra ngay. Ý của anh là Thạch Tư Nhiên sẽ không đem Lạc Lạc đi thử DNA, mà sẽ chấp nhận chuyện cậu bé là con ruột của mình. Vì Lâm Tùng Ân sao? Lạc Lạc chính là sợi dây duy nhất kéo gần Thạch Tư Nhiên với Lâm Tùng Ân. Cô cũng có tình cảm sâu nặng với Lạc Lạc, chắc chắn sẽ không để cho nó một mình ở lại. Thông qua mối quan hệ cha con với Lạc Lạc, Thạch Tư Nhiên có thể danh chính ngôn thuận gặp gỡ, tiếp xúc với Lâm Tùng Ân, Nhiếp Ân được nhiều hơn nữa. Lúc xưa thì lạnh lùng xa lánh, tới khi mất rồi mới tìm cách để gần gũi. Nhưng tình yêu đâu phải là vật chất bất biến, nước đổ đi rồi, hốt lại có đẩy hay không cơ chứ. Còn Khang Kỳ Bách kia, anh định như thế nào? Anh ta đã tra ra bao nhiêu chuyện rồi chứ? Chúng ta gần như đã nhả hết thông tin về chuyện 5 năm trước rồi. Chỉ là không hiểu tại sao hiện giờ anh ta lại không có động tĩnh gì. Cục cảnh sát cũng chưa nhận được thông báo. Vậy thì cậu làm thay anh ta một chuyến, gửi toàn bộ diễn biến, chứng cứ tới cục cảnh sát. Ánh mắt của anh tối lại, Nghiêm Thành nhẹ giọng. Nếu như không cần thiết thì tha cho em họ của tôi một lần, chỉ làm lớn chuyện phía cô mà thôi. Tôi hiểu rồi. Nghiêm Thành không muốn Diệp Tâm tổn thương thêm nữa, đó là một cách bảo vệ, song cũng chứa bên trong vài ý đồ kín đáo. Tạ Phúc Khánh bước ra ngoài, trong đầu bắt đầu sắp xếp những việc cần làm để hoàn thành những toan tính đó một cách hoàn hảo nhất. Một khi toan tính của Nghiêm Thành thành công mỹ mãn, cũng là lúc anh ta hoàn tất lời hứa với Tạ Phúc Khanh. Từ khi về tới nhà, thái độ của Nhiếp Ân không bình thường, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Diệp Tâm vốn cũng định nói, nhưng rồi không thể im lặng được nữa, đành phải lên tiếng. Chị Ân Ân, chị quên giặt khăn rồi kìa. Lau bàn mà lại không giặt khăn, Nhiếp Ân nhìn lại chiếc khăn đã bị lem bẩn, thoáng ngượng ngùng. Xin lỗi, để tôi. Chị ngồi xuống đi, có chuyện gì không, chị nói cho em nghe với. Em biết là chị có chuyện mà. Diệp Tâm kéo Nhiếp Ân tới gần, nhẹ nhàng hỏi. Sự có mặt của hai người lạ ở siêu thị, thái độ cảm xúc của Nhiếp Ân, đã từng là người phải che giấu tâm trạng, người phải lẩn trốn, Diệp Tâm hiểu rõ. Hai người kia có lẽ đã từng khiến cho Nhiếp Ân bị tổn thương, vết thương đã rất sâu. Không có gì đâu. Nhiếp Ân quyết định im lặng. Sự quan tâm của Diệp Tâm khiến cho cô cảm thấy có đôi phần hổ thẹn. Mình đang cố lừa đảo trong một hợp đồng giả dối, còn cô ấy lại đối xử tốt với Nhiếp Ân như vậy. Có lẽ sự áy náy này xuất phát từ lương tâm của một con người cũng đã từng có tâm hồn vô cùng lương thiện, nhìn mọi thứ với một màu hồng. Chị à? Đừng lo cho chị, em phải lo cho em và Đào Đào kìa. Nhiếp Ân cười gượng. Nghiêm Thành cũng lừa gạt họ, nhưng anh ta lại muốn đem cho Diệp Tâm hạnh phúc. Còn con người kia lừa gạt cô chỉ là vì muốn lợi dụng cô. Nỗi đau này. Sao không nằm trong phòng hả? Giọng nói ấm áp của Khang Kỷ Bách vang lên bên cạnh. Hôm nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo phun cũ, mồ hôi đang nhễ nhại, hình như đang dựng mấy cái giàn cây trước cổng theo sở thích của bé Đào Đào. Cô chủ. Khang Kỷ Bách rất tự nhiên lên tiếng mà gọi. Diệp Tâm đối với cách gọi đó không được tự nhiên, cô ngượng ngùng. Anh Khang à, đừng gọi vậy, tôi... Cô chủ khách sáo quá, lúc nãy đi siêu thị về, Ân Ân nó là hơi mệt. Tôi đang định làm xong giàn hoa trước cổng, là vào nấu cho cô ít cháo. Anh để tôi nấu cho, anh đưa chị Ân Ân vào nghỉ đi. Diệp Tâm cười hiền. Nhưng sao mà được chứ, cô là bà chủ, để tôi. Anh chị từng giúp tôi hôm trước mà, đâu có chủ tớ gì chứ, tôi và ông chủ của anh. Diệp Tâm xua tay, Diệp Tâm sực nhớ tới, tờ giấy kết hôn đã ký. Quan hệ của cả hai đã sang trang mới, bây giờ cô chính thức là vợ của Nghiêm Thành. Nhưng mà... Thôi, anh cứ đưa chị vào nghỉ đi.
Tôi quen việc làm bếp rồi, chắc sẽ nấu ngon hơn anh. Vậy thì nhờ cô vậy, đi thôi em. Nhiếp Ân theo vòng tay đỡ của Khang Kỷ Bách bước vào căn phòng dành riêng cho gia đình của cô. Vừa bước qua cửa, cô đã giằng mạnh tay, lạnh nhạt. Anh Khang à? À không, cảnh sát Trương chứ. Sắp kết thúc rồi, anh còn đóng kịch lạt như vậy làm gì chứ? Cô từng nói, giá nào cũng phải diễn tới cuối cùng cơ mà. Khang Kỷ Bách hay còn là Trương Vĩ Hàm cũng không vừa. Dù sao thì cô cũng đang từ từ thoát vai đấy chứ, diễn không ra vai người vợ hiền thục nữa rồi. Anh... Cô ấy đã dao động, rõ ràng là đã dao động. Cũng phải, chuyện dù đã qua không ít năm tháng, nhưng mối tình đầu thật sự khó phai nhạt. Huống gì anh ta còn là chồng cũ, nếu không như có Mộng Hoa, có lẽ hai người còn có một đứa con. Kịch bản cơ bản đã hoàn tất rồi, chúng ta nên chia tay đi. Anh chắc là cũng đã thu thập được những tin tức mà anh cần. Chúng ta... Nhiếp Ân nhún vai. Lúc nãy đồng nghiệp trong sở gọi điện chúc mừng Trương Vĩ Hàm vì những thông tin mà anh báo về tập đoàn sát thủ năm xưa đã gửi về cục. Một số lời đề nghị hợp tác đã được đưa ra với cảnh sát các nước. Tập đoàn sát thủ không chỉ gây ra một vụ diệp tâm, từ nguồn tư liệu của Vĩ Hàm cung cấp có thể moi ra được nhiều vụ lớn hơn. Kết quả mỹ mãn, nhưng Trương Vĩ Hàm lại không có cảm giác thành tựu, trong lòng của anh nặng như chì. Chưa thể chia tay được. Có lẽ cô chưa biết, lúc nãy Lạc Lạc dẫn Đào Đào ra ngoài mua đồ đã gặp ai? Gặp ai chứ? Nhiếp Ân liên hệ với thái độ của bà Thạch và Thạch Tư Nhiên ở siêu thị, cô giật mình. Ý của anh là gặp anh ta sao? Không phải là ý của tôi, mà là thật sự đã gặp. Đồng nghiệp của tôi ở sở còn cung cấp cho tôi vài thông tin bên lề. Có thể anh ta nghĩ Lạc Lạc là con ruột của cô. Giấy khai sinh Nghiêm Thành dùng để xin cho Lạc Lạc nhập học. Ghi ngày sinh của thằng bé là 11 tháng 6 năm 2004, tức là 6 tháng sau khi cô rời khỏi anh ta. Vậy là anh muốn nói? Tôi nghĩ, ngay từ đầu, Nghiêm Thành thuê chúng ta không chỉ có mục đích lừa gạt Diệp Tâm, đối tượng mà anh ta nhắm tới chính là Thạch Tư Nhiên và quan hệ hợp tác giữa họ. Tôi cũng mới nhận được tin, luật sư của Thạch Tư Nhiên đang soạn thảo một văn bản, sẵn sàng hợp tác với Nghiêm Thị, điều kiện là người hợp tác phải là Nghiêm Thành, hay nói đúng hơn, trong hoàn cảnh này, chỉ có Nghiêm Thành mới đủ khả năng quản lý Nghiêm Thị, cô có hiểu hay không? Mọi thứ từ mơ hồ đang dần dần hiện rõ, Nhiếp Ân cảm thấy vị đắng chát dâng trào trong cổ họng, cảm giác bị lừa gạt không hề dễ chịu một chút nào. Ở nhà họ Nghiêm, bầu không khí hết sức nặng nề. Như Ý tấm tức khóc, Thẩm Thanh Dương cũng trầm ngâm trong một góc. Sắc mặt của Nghiêm lão phu nhân u ám dị thường. Cửa mở, Nghiêm Thành bước vào. Anh họ. Mạnh Bằng là người đầu tiên lên tiếng. Mạnh Quan bình thường lạnh nhạt, bây giờ cũng dướn người dậy, mày nhíu khẽ. Nghiêm Thành không có về một mình, anh dẫn theo Đào Đào. Cô bé có vẻ rụt rè, mắt chỉ sáng lên khi nhìn thấy Mạnh Quan, Mạnh Bằng và Như Ý. Nghiêm Thành khẽ cười, vuốt tóc con. Con chào bà cô đi, Đào Đào, kia là các cô, các chú. Cô chú ạ? Ừ, chào cô chú đi con. Đào Đào rất ngoan, khoanh tay chào hỏi từng người, sắc mặt của Nghiêm lão phu nhân càng khó coi hơn. Con đem cái đứa con hoang này về nhà làm gì chứ? Con... Bà nội à, chuyện người lớn đừng nên đổ lên đầu con nít. Tiểu Bằng, Tiểu Quan, hai em giúp anh họ một chút đi, đưa Đào Đào đi chơi. Nghiêm Thành cắt ngang. Mạnh Quan ngoắc nhẹ, Đào Đào đã chạy tới bên cậu bé. Mạnh Bằng, Mạnh Quan, hai bên hai tay dẫn Đào Đào ra bên ngoài. Như Ý cũng được Mạnh Bằng kéo ra, trong phòng chỉ còn lại toàn người lớn. Thẩm Thanh Dương hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên lên tiếng. Mẹ tôi vừa bị cảnh sát bắt, anh biết chứ? Khoảng 30 phút trước, đó có người báo lại cho Nghiêm Thành. Tuy trên danh nghĩa là bà Thẩm bị bắt, nhưng kẻ ảnh hưởng vẫn là người của Nghiêm gia. Nhất là khi báo chí đăng tin, cho là Nghiêm gia ra tay diệt khẩu, mấy năm trước đã sai người hãm hại Diệp Tâm. Trên mạng xã hội đã có không ít bài viết đòi lật lại vụ án năm cũ, làm rõ nguyên nhân Diệp Tâm bị tai nạn trong vụ nổ giỏ khí ga. Chuyện không còn là của Tiểu Tố nữa. Tiểu Tố chính là mẹ của Thẩm Thanh Dương. Nhà ta đang gặp chuyện, bây giờ có lẽ vướng vào vụ scandal đã kết hôn. Báo chí mà mò ra được tin, cô ta còn từng là người giúp việc của nhà ta, thì sao chứ? Làm sao bằng được chuyện cô gây ra 5 năm trước chứ? Nghiêm Thành bình thản. Thuê sát thủ giết người. Để... Ánh mắt của Nghiêm Thành hướng về phía Thẩm Thanh Dương sắc bén. Không như nội nghĩ là để gìn giữ danh dự cho nhà mình đâu. Cô ta chỉ muốn bao che tội lỗi mà con mình đã gây ra. Nếu như còn có một chút lòng tự trọng, tôi nghĩ không đợi tới khi tôi vạch trần mọi chuyện, chú nên tự động nói cho bà nội biết trước đây chú đã làm gì. Mặt của Thẩm Thanh Dương tái mét, Nghiêm lão phu nhân và những người còn lại đều kinh ngạc nhìn thấy Nghiêm Thành, anh cười khẩy.
Còn chuyện của Đào Đào và Hân Hân, tôi nghĩ nội cũng không cần quản. Dù nội tin hay không cũng được thôi. Đào Đào chính là con gái ruột của con. Con và mẹ của con bé đã chính thức kết hôn và muốn được sống yên ổn. Nội và gia đình có chúc phúc hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Còn về việc quản lý công ty, nếu như đội cảm thấy con làm việc không tốt hay có điều gì làm ảnh hưởng tới gia đình, muốn lấy lại vị trí giám đốc điều hành, con cũng sẽ sẵn lòng trả lại. Con sẽ gặp luật sư Trần ngay. Con... Nghiêm lão phu nhân ngồi phịch xuống ghế, ông Nghiêm đỡ lấy mẹ, quắc mắt về phía anh. Con không được nói chuyện với nội như vậy, con... Hơn 20 năm nay, bà vốn coi con như không tồn tại. Nghiêm Thành hướng mắt về phía bà Nghiêm đang nhìn anh bằng đôi mắt như van nài, giọng lạnh băng. Nếu như không có gì, con cũng chẳng muốn ở lại Nghiêm gia làm gì nữa. Bây giờ đã lên tiếng giải dỗ, có quá muộn hay không hả ba? Trong ký ức còn sót lại, Nghiêm Thành không quên có một người mẹ trên giường bệnh đã phải dứt ruột cho anh theo gia đình bên nội giàu có hơn để đảm bảo một tương lai tươi sáng. Còn một người mẹ ở Nghiêm gia dịu dàng, nhân hậu, nuôi đứa con chồng như con ruột. Dù đã cho Nghiêm Thành sự yêu thương và quan tâm suốt những ngày thơ ấu, phải bó mình trong sự giáo dục khắc nghiệt nhằm đào tạo nên người thừa kế Nghiêm gia. Người cha là một hình bóng nhạt nhòa, ông ta chỉ biết án trời trách đất. Ông ta không chấp nhận người vợ ở nhà tổ nhưng lại không đủ mạnh mẽ để phản kháng. Ông ta làm ra vẻ không quan tâm danh lợi, thực ra lại là người đàn ông vô dụng, không có chí kiến, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, cho thất bại và cho sai lầm của bản thân. Đào Đào, Đào Đào ơi! Dạ! Tiếng dạ ngọt ngào của con gái làm cho lòng của Nghiêm Thành ấm lại. Anh sẽ không để cho con gái của mình phải oán trách cha của nó. Hơn 30 tuổi, cuộc sống của Nghiêm Thành chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng con gái anh phải được sống trong hạnh phúc, dưới ánh mặt trời luôn luôn nở nụ cười tươi. Ba ơi! Điện thoại của Nghiêm Thành nhấp nháy, Đào Đào nhón chân lấy, đưa cho anh. Ba nghe điện thoại nè! Cảm ơn con. Bên kia là giọng của bà nội, người đàn bà thép trên thương trường, vậy mà bây giờ phải xuống giọng rất nhiều. Chiều nay, con đưa cô ta về ăn cơm. Chuyện cưới xin, không qua loa như vậy được, phải tổ chức cho đàng hoàng. Bà nội chấp nhận xuống nước, nhưng mọi chuyện đã muộn màng rồi. Nghiêm Thành còn có một lời hứa phải hoàn thành. Anh thở dài, chiều nay thôi, e là Nghiêm gia không chỉ đối diện với một trận sóng gió, nó còn là bão tố, cuốn trôi bất cứ trở ngại nào trên con đường nó lướt qua. Đào Đào đã hơn 4 tuổi, Nghiêm Thành đăng ký cho con ở một trường mẫu giáo gần nhà. Cô bé thích lắm, càng ngày cứ xúm xít bên Lạc Lạc hỏi về trường, về lớp, hỏi xem được đi học có vui hay không. Đi học, Lạc Lạc cũng là lần đầu tiên được đi học. Trong trường lớp có rất nhiều thứ cậu chưa từng trải nghiệm, nhưng mà quả thật cũng rất vui. Ở đó có rất nhiều bạn hả anh? Ừ, nhiều bạn lắm. Các bạn có tốt không hả? Có ghét Đào Đào hay không? Đào Đào sẽ đem kẹo chia cho các bạn ấy. Các bạn ấy sẽ thích Đào Đào, phải không? Đồ ngốc mà. Thích và không thích, làm sao chỉ có thể dùng một cái kẹo để giải quyết. Thích một người, có tình cảm với một người, chính là cả một quá trình. Những điều mà Lạc Lạc biết, Đào Đào lại không biết. Năm Lạc Lạc 4 tuổi, đâu có ngốc nghếch như vậy. Thằng bé đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết ba lúc nào không vui để tránh ra. Lúc còn nhỏ, anh ơi, ăn kẹo đi. Khi về nhà bà cố vợ rồi, Đào Đào được hai anh cho rất nhiều kẹo. Chị Như Ý thì khóc suốt, anh Mạnh Quan nói chị đang rất buồn, Đào Đào chỉ biết ôm lấy chị thôi. Anh Lạc Lạc cũng rất hay buồn, dù là lúc nào cũng cười cười, dù là lúc nào cũng vui vẻ, nhưng Đào Đào thấy có khi anh sẽ ngồi yên một chỗ, khi không ai nhìn anh sẽ buồn cũng sẽ lặng im. Anh không có ăn kẹo, ăn nhiều như Đào Đào sẽ bị sún răng đó. Nên anh Lạc Lạc ăn giùm Đào Đào đi. Cô bé chôn muối làm đúng. Anh Lạc Lạc đâu có răng sâu đâu, Đào Đào có rồi nè. Lạc Lạc phì cười khi nhìn hàm răng sâu nhỏ xíu của cô nhóc. Cậu định véo mũi, mắng Đào Đào vài câu về cái tội thích ăn đồ ngọt. Lạc Lạc từ nhỏ đã không có răng sâu, không bị nhức răng, vì không ăn kẹo, cơ bản vì có kẹo đâu mà ăn cơ chứ. Anh ơi, anh lại buồn rồi sao? Đào Đào ôm lấy cổ của Lạc Lạc, một cái khuôn khẽ đặt lên má của cậu nhóc. Mỗi một lần mẹ hay ba bị mệt, cô bé đều làm như vậy. Ba và mẹ đều nói, chỉ cần như vậy là có thể khỏe lại ngay. Ai, đồ ngốc! Mắt của Lạc Lạc cay xè. Anh ơi, đừng buồn nữa, anh không được buồn nữa nha. Ừ, anh không buồn nữa, anh Lạc Lạc sẽ không buồn nữa, lúc nào cũng vui vẻ như Đào Đào vậy. Đào Đào, không phải lúc nào cũng vui đâu. Đào Đào lắc lắc cái đầu xinh xắn, ngồi ngay ngắn bên cạnh Lạc Lạc. Có khi Đào Đào cũng buồn, nhưng Đào Đào sợ mẹ khóc. Đào Đào lại cười, Đào Đào vui, mẹ sẽ vui,
Đào Đào buồn, mẹ sẽ buồn. Lạc Lạc bật cười, con nhóc vừa ngây thơ, vừa đáng yêu như vậy. Ba mẹ cô bé, vì con, sẽ sống hạnh phúc với nhau. Còn Lạc Lạc, ba mẹ sao lại không thể vì con mà sống vui vẻ chứ? Tại sao ba lại luôn đánh Lạc Lạc? Tại sao ông ấy cứ nhìn thấy Lạc Lạc là lại phẫn nộ? Lạc Lạc đâu ít lần gọi ba ba thống thiết. Song tay của ông ấy không hề dừng lại, vẫn đấm, vẫn đá. Mắt của ông ấy đỏ như máu, hệt như một người điên. Tại sao chứ? Cũng là ba như nhau. Tại sao ba của Đào Đào lại như vậy? Tại sao ba của mình lại như thế kia? Anh ơi! Lạc Lạc gượng cười, hít hít mũi. Mai Đào Đào đi học rồi, lát anh sẽ dẫn Đào Đào đi mua đồ nha. Mua cho Đào Đào khăn tay lau miệng, mua kẹo để em đem theo. Sao anh nói không cần kẹo, các bạn cũng thích Đào Đào cơ mà. Ờ thì các bạn không cần kẹo thì mới thích Đào Đào. Nhưng khi có em chơi chung rồi, em mời các bạn ăn kẹo sẽ vui lắm đó nha. Anh sẽ mua chocolate nha, các bạn nhỏ đều thích. Dạ. Ăn xong nhớ phải lau tay nghe chưa. Dạ. Lạc Lạc đỡ Đào Đào xuống, hai đứa trẻ định đi vào nhà thì trước mặt như có ai đó che khuất. Lạc Lạc nhận ra vóc dáng cao lớn của Thạch Tư Nhiên. Cậu bé cụp mắt, mỉm cười thật tự nhiên. Chào chú ạ. Chào chú ạ. Đào Đào bắt chước chào. Ánh mắt của Thạch Tư Nhiên chăm chú nhìn vào Lạc Lạc như để tìm một điểm thân quen. Thật thân quen. Chào hai cháu. Cháu đưa em vào ngủ trước. Cháu chào chú. Lạc Lạc lễ phép. Lạc Lạc không cảm thấy hồi hộp gì cả. Tất cả đều giống như những lần thực hiện phi vụ khác. Trong cái đầu bé nhỏ đã hình thành không ít tính toán để hành hạ Thạch Tư Nhiên. Một kẻ như hắn không xứng đáng có được hạnh phúc. Một khi đã chấp nhận cho lời gạt tình cảm, đem nhất âm thành công cụ lợi dụng, thì Thạch Tư Nhiên cũng đã cam tâm từ bỏ đi hạnh phúc của chính mình rồi. Từ ngày Đào Đào đi học, Diệp Tâm thường thức dậy sớm, chuẩn bị phần ăn sáng cho con gái, cùng con tới trường. Hôm qua vừa mới đi học về, Đào Đào đã chạy ngay vào nhà, liên thoáng không ngừng về buổi picnic ngoài trời do trưởng mẫu giáo tổ chức. Cô giáo nói có thể đi cùng với ba mẹ. Mẹ ơi, ba mẹ cùng đi nha mẹ. Ba con không đi được, ba con rất bận. Nghiêm Thành đúng là rất bận rộn với chuyện công ty. Tuy nhiên, cùng với con gái trải qua một ngày vui, vốn là những chuyện anh đã mong muốn từ lâu. Tiếc là... Ba ơi, ba có bận không hả ba? Đào Đào đưa mắt nhìn Nghiêm Thành đầy háo hức. Câu trả lời lúc nãy của Diệp Tâm khiến cho anh không khỏi dè dặt. Hình như cô không muốn đi cùng chồng. Vậy thì... ba bận lắm. Diệp Tâm ôm lấy con gái, ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía Nghiêm Thành. Nhưng ba có thể dành một buổi để đi cùng với con gái hay không? Cái nhìn và ánh mắt dịu dàng khiến cho lòng của anh nổi sóng. Nghiêm Thành nén xúc động khẽ cười. Ba để với Đào Đào nha, chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Diệp Tâm không có nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hai cha con ôm nhau thân thiết. Đào Đào đã cười rất nhiều, khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ. Cô bỗng cảm thấy một cái ấm áp ngập tràn cơ thể. Đấy có phải là hạnh phúc phải hay không? Để tôi xách cho. Diệp Tâm chuẩn bị ba phần ăn trưa, bỏ vào trong cái ba lô lớn. Đào Đào chỉ đem theo một cái ba lô nhỏ, có khăn giấy, khăn tay của cô bé. Hai bàn tay nhỏ bé xíu lấy ba mẹ, nụ cười rạng rỡ suốt cả buổi sáng. Dù ba mẹ rất vụng về, chơi các trò chơi vận động đều thua, nhưng Đào Đào vẫn cảm thấy rất vui. Nghiêm Thành nhìn qua các trò chơi buổi chiều, khác với buổi sáng. Buổi chiều trưởng mẫu giáo sắp xếp các trò chơi giải đố, cờ vây nữa. Chiến thắng một trò đùa sẽ được thưởng một con thú nhỏ. Đào Đào chỉ vào con thỏ nhỏ đang cười toe toét, có vẻ rất thích thú. Anh có mệt hay không? Diệp Tâm chợt hỏi. Cả nhà họ được sắp xếp trong một góc, trải tấm bạt nhỏ, chỗ ngồi không rộng lắm, hai người lớn phải ngồi sát vào nhau. Không mệt lắm, anh... Anh uống nước đi, em đã chuẩn bị cơm nắm, anh có đói bụng thì ăn nha. Diệp Tâm trao cho anh chai nước. Đào Đào vừa thấy một bạn nhỏ cùng lớp ở sát bên cạnh, chạy sang chào hỏi. Hai cô nhóc nói chuyện rất vui vẻ, đôi môi nhỏ cong lên. Đôi vợ chồng bên kia cũng nhìn hai người họ, mỉm cười làm thân. Anh rất vui. Nghiêm Thành bỗng nhiên lên tiếng, Diệp Tân ngẩn ra đôi chút rồi mỉm cười. Em cũng vui. Thời gian qua, em đã vất vả nuôi Đào Đào rồi. Đâu chỉ là vất vả chứ, nhưng Diệp Tâm không có quan tâm tới điều đó. Chỉ cần Đào Đào ở bên cạnh cô, cùng với cô chung sống là quá tốt rồi. Đào Đào là tất cả của tôi. Anh... Nghiêm Thành bỗng nhiên nắm lấy bàn tay gầy guộc, anh khẽ khàng. Đào Đào cũng là báu vật của anh, chúng ta đều thương con bé. Vì vậy em đừng lạnh nhạt với anh nữa. Cho anh một cơ hội, chúng ta là một gia đình. Mắt của Diệp Tâm cay cay. Gia đình, cô đang có thực sự một gia đình hay sao?
cho Đào Đào một gia đình cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó khăn. Đào Đào từng hỏi anh, tại sao ba mẹ lại không ở chung phòng? Mặt của Diệp Tâm hơi đỏ ửng. Câu hỏi này Đào Đào cũng đã hỏi cô mấy hôm trước. Trong lớp mẫu giáo, các bạn đều nói ba mẹ phải ở cùng một chỗ. Khi nào ba bỏ ra ngoài hay mẹ ôm bé vào ngủ, đó là khi ba mẹ giận nhau, giải thích tiếp cục giúp cho ba mẹ làm hòa. Anh nghĩ chúng ta không thể như vậy mãi được. Tối nay dọn đồ đạc sang phòng em nha, Đào Đào vẫn sẽ ở với chúng ta. Nghiêm Thành nhìn cô, giọng như thì thầm. Một bước tiến mới, Diệp Tâm nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay của Nghiêm Thành, không có phản đối. Một khi đã chấp nhận, không phải cũng nên xóa đi khoảng cách hay sao chứ? Anh ăn cơm đi đã. Chỉ vòn vẽ một câu như vậy, nhưng Nghiêm Thành lại cảm thấy lòng như mở hội. Diệp Tâm không có từ chối, cô không chỉ cho anh một cơ hội mà đã thực sự chấp nhận Nghiêm Thành một bước xa hơn nữa rồi. Trong tâm trạng vui vẻ đó, có những trò chơi sau, Nghiêm Thành đa số đều giành thắng lợi. Đào Đào phấn khích, nhận lấy con thỏ bông được thưởng, đôi mắt trong veo sáng như sao. Kết thúc trò chơi thứ ba trong buổi chiều, Nghiêm Thành chợt có điện thoại, anh nhíu mày rồi vẫn cầm lên nghe. Khuôn mặt trở lại lạnh lùng, anh tới gần chỗ hai mẹ con, nhẹ nhàng. Có chuyện quan trọng, anh phải về. Ba bận việc sao? Đào Đào ôm lấy cổ của Nghiêm Thành, rạng rỡ. Ba đi đi, các bạn của con đều khen, ba rất đẹp trai, rất chơi trò chơi giỏi nữa, ba giỏi quá. Nghiêm Thành bật cười thêm lần nữa, đôi má phúng phính của Đào Đào lại đón nhận một trận mưa hôn. Diệp Tâm đang đứng đó, bỗng nhiên Nghiêm Thành kéo cô vào trong lòng, trước mắt con gái, hôn nhẹ lên trán của cô. Đào Đào bịt mắt, cười nghịch ngợm khi nhìn thấy ba mẹ tình cảm trước mặt mình như vậy. Nhưng ba mẹ hôn nhau là những người vẫn yêu thương, Đào Đào rất vui, thực sự là rất vui. Cô bé lại liên thoáng như chim sáo, Diệp Tâm nhìn con gái, nụ cười chưa hề tắt trên môi của cô. Khi hai mẹ con bước ra khỏi xe của Khang Kỳ Bách, vừa tới đón thì Diệp Tâm bỗng khựng người lại. Trước mắt của cô, một người đang đi tới. Dáng vóc đó, khuôn mặt đó là người Diệp Tâm khó có thể quên. Tiểu Tâm, cô khựng lại, Thẩm Thanh Dương đã nhận ra cô rồi sao? Từ lúc nào chứ? Anh xin lỗi, nhưng quả thật là anh không nhận ra em, nếu không thì... Anh cũng đã có một người con gái khác, đó chính là số phận. Diệp Tâm ngẩng lên, thoáng mỉm cười. Không sao cả, em sống rất tốt mà. Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta sang nhà hàng bên kia. Anh ta hạ giọng. Cách đây một con đường có một quán bánh nhân, rất ngọt, rất ngon. Diệp Tâm rất thích ăn bánh nhân ngọt, khi họ còn hẹn hò, lần nào cô cũng gọi món này. Thẩm Thanh Dương không quên, nhưng đâu cần phải nhớ, nhất là hiện tại đã không còn như vậy nữa rồi. Anh Khang, anh có thể đưa Đào Đào vào trong giúp tôi được hay không? Cô bình thản. Tôi có chuyện muốn nói với Thẩm Thanh, anh ấy là bạn cũ của tôi. Lần đầu tiên gặp anh ta là ở trong thang máy. Diệp Tâm mới đi làm được hơn một tuần, chưa quen việc. Thêm nữa là lời kháo nhau của các đồng nghiệp về sếp trực tiếp Nghiêm Thành là người rất khó tính, làm việc theo nguyên tắc. Diệp Tâm còn có nhiều kỹ năng chưa thuần thục, nhưng công việc vẫn còn một số sai sót. Đồng nghiệp người mới thì cũng phải nỗ lực tìm cơ hội khẳng định mình. Người cũ chẳng quan tâm tới một kẻ không quen biết, Diệp Tâm cũng chẳng biết hỏi ai. Sau cuộc gặp gỡ trong thang máy, Thành Dương bắt đầu tiếp chuyện với Diệp Tâm. Anh còn tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, mỗi giờ tan tầm đều ở lại chỉ dạy thêm cho Diệp Tâm. Con tim của thiếu nữ từ từ rung động. Diệp Tâm biết rõ thân phận của Thẩm Thanh Dương, cũng biết gia đình anh giàu có nên có phần e ngại. Nhưng Thanh Dương lại trấn an cô bằng cách đưa Diệp Tâm tới gặp mẹ của anh. Trong ấn tượng của Diệp Tâm, bà Thẩm là người quý phái, khôn khéo. Song cô lại hơi sợ hãi ánh mắt của bà. Nói không phải là ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm của trưởng bối dành cho Diệp Tâm khi Thanh Dương giới thiệu hai người. Cô sợ, sợ tia nhìn lạnh lẽo lóe lên một cách kín đáo của bà. Vì lẽ đó, khi bà Thẩm đề nghị hôm nào đến nhà chơi cùng với bà vào bếp, Diệp Tâm liền kìm cớ tránh né ngay. Bà Thẩm không vui vì điều ấy, Thanh Dương cũng trách cô tại sao không quan tâm tới mẹ của anh. Diệp Tâm khẽ nhắm mắt, cô nhớ lại ngày xảy ra chuyện. Chiều hôm ấy, bà Thẩm gọi cô tới nhà cùng nấu ăn. Nấu xong món canh ngần nhĩ táo đỏ thì bà vui vẻ bảo với cô: Thanh Dương thích nhất là món này, chiều nay nó lại phải ở công ty tăng ca đêm, bà lại không tiện ra ngoài. Ngày định mệnh đó bắt đầu từ lúc Diệp Tâm mang canh ngần nhĩ táo đỏ tới cho Thẩm Thanh Dương, nhưng công ty không còn một ai cả, trong phòng chỉ còn lại Nghiêm Thành. Chén canh ngần nhĩ táo đỏ có thể bị bỏ phí, trong khi Nghiêm Thành lại chưa ăn uống, Diệp Tâm đã múc ra một chén canh cho anh. Sau đó thì sóng lưng của Diệp Tâm chợt lạnh, Nghiêm Thành tự nói là anh bị bỏ thuốc, song anh không nói ai là người tính kế mình. Bà Thẩm sao?
cho nên bây giờ Nghiêm Thành đang trả thù bà ấy sao? Anh họ cương quyết không giúp, chỉ có em thuyết phục anh họ đi, anh chỉ có thể nhờ em. Thẩm Thanh Dương mất mấy ngày tìm hiểu nguyên nhân mẹ gặp chuyện, đã tìm đến nhiều người, nhưng họ đều nói người muốn bà Thẩm trả giá đã sắp xếp vô cùng chu đáo, trừ khi người ấy chịu buông tay. Tôi không còn là Diệp Tâm nữa, trên danh nghĩa Diệp Tâm đã chết rồi. Thẩm Thanh Dương không chớp mắt nhìn vào khuôn mặt bỗng trở nên giá lạnh của cô gái anh từng xem là một con cờ để đối chọi lại với Nghiêm Thành. Cô mua tặng anh áo, bề ngoài Thẩm Thanh Dương vui vẻ đón lấy, thực tế lại quăng nó vào một xó. Nếu như Diệp Tâm không phải là cô gái mà Nghiêm Thành để mắt tới, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm tới làm gì. Thế nhưng Diệp Tâm lại ngốc nghếch, mua xong áo lại bày đặt trò đan áo, đan cho Thẩm Thanh Dương vài cái áo len. Cô thường nhắn tin với biểu tượng mặt mèo chúc Thanh Dương ngủ ngon. Khi Diệp Tâm hoảng sợ trong căn phòng của giám đốc đóng kín, máy ghi âm thu lại tiếng la hét, camera vẫn hoạt động, Thẩm Thanh Dương bỗng thấy đầu óc của mình trống rỗng. Diệp Tâm thảm thiết gọi tên của anh, cầu cứu anh. Thanh Dương, cứu em với, Thanh Dương. Cô khóc nấc lên, van xin, lùi hẳn vào một góc. Nghiêm Thành đè cô xuống, Diệp Tâm kêu thét, chân đá loạn xạ. Tiếng khóc như hàng vạn mũi dao xoáy vào lòng của Thẩm Thanh Dương. Anh ta đã đứng dậy, bước tới một bước, chìa khóa đã cầm trên tay. Nhưng rồi cánh tay lại buông thõng. Mấy phút sau, tiếng Diệp Tâm kêu lên thống thiết, âm thanh đầy oán hận. Tiếng thở phì phò của đàn ông càng lúc càng đậm. Qua camera, Thẩm Thanh Dương thấy cô thẫn thờ, nằm yên như người đã chết. Nghiêm Thành vẫn nằm dài trên người cô, hơi thở mãnh liệt, thân dưới thúc mạnh. Nước mắt rơi lã chã trên má của Diệp Tâm. Cô khóc, cô vẫn hy vọng Thẩm Thanh Dương sẽ tới kịp. Nhưng cô đâu biết anh ta vốn đã đứng đó từ rất lâu. Tiểu Tâm, mẹ anh... Tiếng nói ngừng lại ở trong cổ họng. Diệp Tâm nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh nhạt. Thẩm Thanh Dương không hề biết cô lại có ánh mắt đáng sợ đó từ lúc nào. Tôi vốn nghĩ tôi suýt chết là do Nghiêm gia muốn diệt khẩu. Ở nước ngoài, tôi đã được phẫu thuật là do anh sắp xếp. Thế nhưng khi lặp lại anh ở Nghiêm gia, anh lại không hề biết tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình đã lầm. Giờ thì... Cô bỗng nhiên bật cười, nụ cười chua chát, nụ cười đâm thẳng vào lòng của Thẩm Thanh Dương một vết thương. Biết chuyện mẹ của anh làm, tôi không tin là anh không biết gì. Đôi khi đừng nên tin vẻ bề ngoài. Anh... Cô không nói nữa, cũng không cần thiết phải vạch trần nhau ra nữa. Có lợi gì chứ, hay chỉ thêm đau lòng. Chồng của tôi nói anh ấy đã sắp xếp thân phận cho tôi là đã chết. Hiện nay tôi là Du Hân Hân. Anh muốn giúp mẹ anh thì vào nói chuyện với anh ấy. Chỉ chồng tôi mới biết cách tháo gỡ chuyện anh ấy đã bày ra. Rồi sau đó thì thế nào chứ? Diệp Tâm sẽ không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn ôm lấy Đào Đào ngay bây giờ. Ôm lấy Đào Đào và khóc. Giữa muôn vạn âm mưu trùng điệp, một nạn nhân như cô chỉ là vật hy sinh cho những con người đó tha hồ trà đạp. Ba mẹ của cô cũng vậy. Họ có lỗi gì đâu cơ chứ? Tại sao lại buộc họ phải đánh đổi quá nhiều như vậy? Họ chỉ muốn bảo vệ con gái. Lấy tư cách gì mà những người này đã lợi dụng họ, đẩy họ vào bước đường cùng chứ? Tranh đoạt, họ muốn thì cứ đi mà tranh đoạt. Tại sao lại liên lụy tới người khác? Có ai muốn mình sinh ra làm vật hy sinh, làm thứ đồ lợi dụng cho người ta trà đạp, cho người ta đạt được mục đích của chính mình đâu? Khi Nghiêm Thành về tới nhà, Đào Đào đã ngủ say. Như thường lệ, anh hôn con, đắp mền cho Đào Đào. Gối của Đào Đào được nằm ở giữa, hai bên là hai chiếc gối người lớn đặt song song. Tay của Nghiêm Thành ngưng lại trong khoảng không đôi chút. Chiếc tủ cạnh giường đặt một bộ quần áo ở nhà của đàn ông. Anh cầm lấy, không nói không rằng, bước vào trong phòng tắm. Không khí im lặng nhưng lại tạo cho Nghiêm Thành cảm giác ấm áp tận đáy lòng. Được chăm sóc, được quan tâm thật sự là hạnh phúc. Đó cũng chính là lý do Nghiêm Thành vốn lạnh lùng khô khan lại có thể vì một tách trà gừng của cô thư ký nhỏ năm ấy mà ngẩn người, mà luyến tiếc, không nỡ uống. Tình yêu với anh không phải là cảm giác nồng cháy mãnh liệt, đơn giản chỉ là một nụ cười, một sự lưu luyến âm thầm. Khi Nghiêm Thành tắm xong, tóc vẫn còn bọt nước, bên ngoài Diệp Tâm đang đắp mềm lại lần nữa cho Đào Đào. Thấy anh, cô cười nhẹ và bỗng hỏi Nghiêm Thành. Anh nói chuyện với em một chút, có được hay không? Phía trên phòng lớn là sân thượng rộng, hai người ngồi trên ghế, đối diện với nhau. Diệp Tâm xóa tóc, khuôn mặt trắng nõn, nhìn thẳng vào anh. Em sẽ sống với cái tên Du Hân Hân suốt đời sao? Nghiêm Thành im lặng về điểm tĩnh của Diệp Tâm đêm nay, khiến cho anh không khỏi bối rối. Dù biết trước sau gì cũng phải đối diện, thế nhưng... Em biết, điều đó là tốt nhất. Nhưng em còn ba mẹ, còn quá khứ, còn rất nhiều chuyện nữa. Diệp Tâm biến mất hay là đã chết sẽ có bất lợi cho bà Thẩm, có phải hay không? Ngày ấy trong phòng khách, Nghiêm Thành và Nghiêm lão phu nhân nói về chuyện năm xưa. Bà Thẩm mới là chủ mưu của việc truy cùng giết tận. Bà ấy muốn gì chứ?
cô từng không muốn nghĩ tới nữa, song trốn tránh cũng chẳng phải là một cách hay. Sự thật, Diệp Tâm vẫn muốn Nghiêm Thành thật nói cho cô nghe, rốt cuộc là... Bà ấy thuê sát thủ dở trò trong xe. Ba mẹ em cũng là do bà ấy dùng một số quan hệ, buộc ba em phải nghỉ hưu sớm. Mẹ em... Mẹ gặp một số tai nạn nhỏ, sau đó thì tái phát bệnh. Bà để có tiền chữa trị đã chấp nhận lời đề nghị của cơ quan, làm đơn xin nghỉ hưu sớm. Họ lừa ông ký vào một bản cam kết sau khi có quyết định chính thức nghỉ việc. Số tiền mà ba cô nhận được chỉ là 3 tháng lương, bồi thường ít ỏi, trợ cấp hàng tháng 100.000 tệ. Bệnh của mẹ lại cần rất nhiều tiền, ba lại phải bán nhà. Có người lại mua với giá thấp, buộc ba mẹ của cô phải rời khỏi căn hộ kỷ niệm mấy mươi năm. Ba cô kể về sự giúp đỡ của một người bạn cũ. Sau đó thì như cô đã biết, ba mẹ được cậu đưa về quê. Người bạn cũ. Khi anh tìm tới thì họ đã ra tay với ba mẹ của em. Anh chỉ có thể giúp ba em như một cách bồi thường. Nghiêm Thành là im lặng. Diệp Tâm là một cô gái dịu dàng, nhưng khi người dịu dàng không còn khả năng chịu đựng, chỉ sợ là... Em cũng không biết, nhưng thật tình em có cảm giác mình giống như một con rối. Em giống như một con rối bị anh bày trí vậy. Chuyện phẫu thuật, chuyện em muốn trả thù anh. Nghiêm Thành đã biết hết. Anh để yên, nhìn cô giống như một con ngốc diễn trò. Diễn trò chỉ để cho mình anh xem. Diệp Tâm khóc, tim của Nghiêm Thành cũng nhói lên. 5 năm trước, nếu như anh can đảm bước lên phía trước một bước, nếu như anh không suy nghĩ quá nhiều để cho cô trở thành bạn gái, rồi là công cụ cho Thẩm Thanh Dương lợi dụng, có lẽ 5 năm thời gian này, Diệp Tâm đã không phải đau khổ nhiều như vậy, đã không phải nhìn mình trong gương mà cảm thấy xa lạ, không phải mượn một thân phận khác để tới gần anh. Nghiêm Thành bất giác ôm lấy cô, vòng ôm rất ấm, giọng nói của anh cũng ấm một cách lạ lùng. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi, bản thân của anh cũng cảm thấy rất nghịch tai. Nhưng ngoài lời đó ra, Nghiêm Thành vốn không biết nói gì. Bất chấp mọi chuyện anh làm đều là muốn tốt cho cô đi nữa. Nghiêm Thành cũng đã gây ra không ít tổn thương, không chỉ cho mình, cho Diệp Tâm, mà còn cho cả những người không liên quan tới họ. Lỗi lầm ấy đâu chỉ có một lời xin lỗi là xong. Em không cần anh xin lỗi. Diệp Tâm vụng khỏi tay của Nghiêm Thành, giọng trở nên tha thiết. Em chỉ muốn sống yên ổn thôi. Em không muốn sóng gió với Đảo Đảo nữa. Anh có làm được hay không? Trả lại cuộc sống yên bình như xưa, như chưa từng xảy ra bão tố. Hiện giờ Diệp Tâm chỉ mong muốn có như vậy thôi. Em không muốn trả thù gì nữa. Đào Đào của chúng ta còn rất nhỏ, con gái là nhờ đức cha. Cô nói nhỏ nhẹ, đôi môi hồng chạm vào má của Nghiêm Thành. Thù hận, oán giận so với một nụ cười trẻ con chỉ là gió thoảng mây bay. Nghiêm Thành ngẩn người, anh đã bắt gặp nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Diệp Tâm cười với anh, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho lòng của anh như rơi vào biển mây mờ hạnh phúc. Nghiêm Thành kéo cô vào lòng, giọng cũng thật nhẹ nhàng. Anh biết rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Diệp Tâm không hỏi nữa. Nghiêm Thành trong lòng của cô, trước khi gây ra chuyện, luôn là một người khiến cho cô sợ hãi và kính trọng. Nếu như giữa cả hai không có cách trở thân phận, có lẽ Diệp Tâm sẽ làm theo cảm giác của mình, thật sự hướng về anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ và rung động với Nghiêm Thành. Trong đêm vắng, những vì sao lấp lánh, dưới sân thượng, Nghiêm Thành khẽ khàng cúi xuống. Diệp Tâm cuối cùng đã hé môi chờ đợi. Nụ hôn đầu tiên là cam tâm tình nguyện của hai người. Ở một nơi khác, chàng thanh niên mê man tấm ảnh của người thiếu nữ có nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nụ cười khiến cho lòng người ta thanh thản. Tiếc là mãi mãi không còn có thể nhìn lại nữa rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, báo chí đăng một tin chấn động. Thẩm phu nhân, cô ba của Nghiêm thị bị cảnh sát câu lưu, do đó chính thức tạm giam vì tình nghi liên quan tới vụ việc mưu sát Diệp Tâm năm xưa. Diệp Tâm không phải bị tai nạn mà là bị người ta hãm hại. Không ít ý kiến đòi lật lại vụ án năm xưa, điều tra lại từ đầu. Diệp Tâm là người bị cưỡng bức, sau đó giết người để bịt miệng hay sao chứ? Tin tức hỗn loạn, bộ phận quan hệ công chúng của Nghiêm thị làm việc vô cùng vất vả. Luật sư riêng của nhà họ Nghiêm cũng vội vã vào cuộc. Nhưng cảnh sát đã trưng ra không ít bằng chứng. Đám sát thủ ngày xưa bị bắt đứng ra chỉ trứng bà Thẩm. Cổ phiếu của Nghiêm thị xuống tới mức thấp kỷ lục. Đại hội cổ đông được triệu tập nhanh chóng. Nghiêm Thành lại bất ngờ ngã bệnh trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này. Nghiêm lão phu nhân kiềm không được cơn tức giận, thái độ như vậy khác nào công khai chống đối bà chứ? Chống đối vì ngăn cản không cho nó cưới cô gái kia làm vợ hay sao? Thưa lão phu nhân, cậu Nghiêm gọi điện thoại cho nó. Không được. Chú tới biệt thự, đưa ta tới biệt thự của nó. Mạnh Bằng nhếch môi, bà nội cao ngạo đã chịu nhường một bước hay sao chứ? Anh họ thật sự có bản lĩnh rồi người ta vào bước đường cùng. Thật sự hứng thú chờ xem. Xe của tài xế chưa kịp ra khỏi biệt thự, bên ngoài Nghiêm Thành bỗng lái xe vào. Bà nội.
Nghiêm Thành không có tới một mình, theo sau anh là người phụ nữ đã từng là giúp việc trong nhà, Du Hân Hân. Khác với vẻ giản dị ngày trước, hôm nay cô mặc váy, tóc bối hơi cao, để lộ ra chiếc cổ trắng thon, khuôn mặt trang điểm nhẹ, thoáng hồng lên như một trái anh đào. Xinh đẹp nhưng mà... Con chào bà nội. Nghiêm lão phu nhân vẫn nhìn Du Hân Hân bằng đôi mắt ghét bỏ, nhưng bà cô nén, không có bài xích cô nữa, chỉ hất hàm. Ngồi đi. Bàn tay nhỏ bé trong tay của Nghiêm Thành vẫn bị nắm chặt. Nghiêm lão phu nhân không hổ là người xuất thân danh giá, tình thế bất lợi, nhưng bà ta vẫn tỏ ra hết sức thong dong. Con đã đăng ký kết hôn với Hân Hân rồi. Đôi mày từng rất đẹp của Nghiêm lão phu nhân nhíu lại, nhưng bà vẫn rất nhẹ nhàng. Về báo tin hay là muốn bàn điều kiện? Con muốn gì cứ nói thẳng với nội đi. Đã đủ lông đủ cánh, đã tới lúc bay hay sao chứ? Con chỉ thông báo với nội chuyện đó. Con cũng đã gửi đơn trong phòng nhân sự, chính thức từ chức. Nghiêm Thành đặt chén trà xuống bàn, như tiếng sấm nổ bên tai, không chỉ có Nghiêm lão phu nhân mà ngay cả Mạnh Bằng cũng không khỏi bất ngờ. Con nói cái gì chứ? Mấy năm qua, con quen thuộc với mọi chuyện trong Nghiêm thị, giờ có chuyện con lại muốn... Nghiêm lão phu nhân đứng bật dậy. Thật ra thì con cũng chỉ là một giám đốc bù nhìn thôi. Mọi việc đều nằm trong tay của nội. Dù sao quyền lợi này của con có tăng lên chút ít, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong khống chế của nội. Vậy thì chức tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đó ai làm mà không được chứ nội? Ngực của bà nghẹn lại. Nghiêm thị lớn mạnh, công lao của Nghiêm Thành là lớn nhất, nhưng đúng là anh vẫn bị kìm kẹp bởi một số ràng buộc từ sự can thiệp của phía trên, mà tiêu biểu là của Nghiêm lão phu nhân. Vậy là con muốn toàn quyền quyết định công ty? Dạ không, con không có hứng thú nữa. Hiện giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi cùng với vợ con của con thôi. Nghiêm Thành nhún nhún vai đáp. Nghiêm lão phu nhân từng dùng cái ghế giám đốc để khống chế Nghiêm Thành bằng cách tước đi những gì mà anh đang có. Nhưng bây giờ Nghiêm Thành lại chủ động rời xa chúng, khiến cho bà bỗng rơi vào lo sợ. Bà còn gì để khống chế Nghiêm Thành đây nữa? Không lẽ đều là người trong nhà, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Bà nhìn sang Du Hân Hân. Con đãi tiệc đi, nhà ta cưới con dâu phải long trọng một chút. Không thể nào. Không thể nào để cho người ta cười nhạo. Nhưng vợ của con lại không cần những thứ đó. Chúng con muốn đơn giản thôi. Nghiêm Thành ngước mắt lên đáp trả. À, sao cũng được. Con mới cưới vợ, không làm rình rang thì phải cũng có một bữa tiệc ra mắt. Tiếc là cô út của con đang gặp chuyện. Nhà ta... Dù như thế nào, bà Thẩm cũng là con ruột, vẫn hơn. Nghiêm Thành cười nhẹ, nắm lấy tay của Du Hân Hân. Cô út tốt hơn là vẫn ở trong đó, vẫn hơn ở ngoài, khiến cho vợ của con nghĩ tới chuyện cũ lại đau lòng. Nghiêm lão phu nhân yên lặng, sườn mặt của Hân Hân nghiêng nghiêng, bà lại thấy rất giống một người. Nghiêm Thành vẫn nắm tay vợ, giọng nhẹ tênh. Vợ của con tên thật là Diệp Tâm, nhờ cô út, cô ấy mới có thể thay ra đổi thịt như thế này. Thật sự là nhờ vào cô út. Bàn tay của Thẩm lão phu nhân lạnh toát, bà chợt hiểu ra, nhưng Nghiêm Thành không để cho bà nói, chỉ lạnh lùng. Giờ con cảm thấy hơi mệt, chúng ta về thôi em. Hai người đã ra tới cửa mà Nghiêm lão phu nhân vẫn còn thững thờ đứng một chỗ. Bà không ngờ chuyện năm xưa bỗng quay trở lại. Con gái bà dù tùy tiện, dù ngoan cố, dù có phần tàn nhẫn, nhưng nó làm mọi chuyện cũng vì Nghiêm gia, vì lợi ích của gia tộc này. Bên ngoài, Nghiêm Thành cho hai tay áo của Diệp Tâm vào túi áo, hạ hơi cho ấm. Cục diện rối rắm, cô cũng không biết Nghiêm Thành sẽ xử lý như thế nào. Anh tự chức thật ra là muốn làm gì chứ? Chiều nay cả nhà chúng ta sẽ đi Thanh Đảo nghỉ ngơi, hay là em về nhà thăm ba mẹ đều được. Anh đang rảnh, chúng ta cùng đi đi. Quả thật là rảnh rỗi. Diệp Tâm để yên tay của mình trong lòng bàn tay mảnh khảnh có phần thô ráp. Cô đứng lại, bàn tay nhỏ nhắn của anh nằm lấy tay của Nghiêm Thành. Chỗ cậu của em cũng rộng, cũng yên tĩnh, chúng ta về đó đi anh. Nghiêm Thành đã gửi email cho Thạch Tư Nhiên. Chiều nay cổ phiếu của Nghiêm thị sẽ được thu mua càng nhiều càng tốt. Đó cũng là điều kiện trao đổi cùng với Thạch Tư Nhiên, tạo điều kiện cho anh ta chiếm lại hai mẹ con Nhiếp Ân và Tiểu Lạc. Tiếc là người chưa đâu phải món hàng mua bán, Thạch Tư Nhiên cũng chỉ là một đối tác trong một cuộc chơi. Nghiêm Thành gạt nhẹ một chiếc lá bé xíu trên vai của Diệp Tâm. Tóc của cô cũng đã dài ra không ít, anh mỉm cười. Chúng ta đặt hàng vé thương gia vậy, cũng phải mua một ít đồ cho ba mẹ vợ. Trước báo tố thường là yên tĩnh, chỉ là xem sự yên tĩnh ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Ba người trong một gia đình nhỏ về quê của ông bà Diệp thực sự rất vui. Đào Đào đã từng gặp ông bà ngoại, ông cậu, quấn quýt theo ông bà làm cỏ ngoài vườn, hái hoa quả suốt. Nhà họ có một vườn đào nho nhỏ đang mùa bói quả. Cô bé 4 tuổi quanh quẩn ngoài mấy bụi hoa đào, thấy sâu thì sợ tới mức hét toáng lên, chạy sau lưng của ông cậu,
nhưng rồi vẫn tiếp tục lon ton theo chân của họ chơi mải mê tới mãi chiều. Đối với chàng rể từ trên trời rơi xuống là Nghiêm Thành, ông bà Diệp không khỏi ngỡ ngàng. Sự kiện 5 năm trước là một vết thương khó lành trong lòng của họ. Tuy nhiên, Nghiêm Thành lại tỏ ra chân thành đúng mực, Đào Đào lại yêu thương ba của mình như vậy. Một tiếng ba, hai tiếng cũng ba khi đi chơi cùng với họ. Còn không hối hận chứ? Ông Diệp hỏi đơn giản, Diệp Tâm cũng nhẹ nhàng. Không ạ, con sẽ không hối hận. Tình cảm chưa có gì là chắc chắn, nhưng Diệp Tâm không phải là cô gái mười mấy, 20 tuổi nữa. Cô có nhiều lý do để cân nhắc. Nghiêm Thành không phải là kẻ lòng lang lạ sói như cô nghĩ. Anh yêu thương con gái, chỉ có cha ruột mới có thể bảo toàn và chu tất cho con bé. Đào Đào dù sao cũng là con gái, chuyện trên đời lại biến ảo vô thường. Diệp Tâm rồi cũng phải chọn cho mình một chỗ nương tựa. Thế thì chọn giữa một kẻ xa lạ và cha của con mình, Nghiêm Thành vẫn làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn. Đó chính là toàn bộ lý do cho sự lựa chọn, chỉ có vậy thôi hay sao? Vậy thì ánh mắt dịu dàng, thái độ dịu dàng của Nghiêm Thành với hai mẹ con, những lời nói, việc làm của anh đã làm cho họ cảm giác tim nhẹ nhẹ run khi anh hạ môi xuống vựng trán một cái hôn. Tất cả là gì chứ? Chỉ đơn thuần là vì mong muốn Đào Đào có ba hay sao? Diệp Tâm nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sần của cha, nhìn những lo âu trong mắt của mẹ, cô mỉm cười. Đã lâu rồi, nụ cười rạng rỡ như vậy không hiện lên trôi đôi môi của Diệp Tâm. Con gái lớn rồi, ba mẹ đừng lo nữa. Làm cha mẹ sao có thể không lo cho con gái? Nhưng đứa con nào rồi cũng phải lớn lên. Ông bà Diệp nhìn nhau như trao đổi, rồi ông Diệp cũng khoát tay. Tùy con vậy, miễn là con và Đào Đào được vui vẻ, như vậy là tốt rồi. Họ khuất sau cánh cửa, Diệp Tâm thoáng ngẩn người. Vui vẻ, hạnh phúc có thể chăng? Nghiêm Thành đứng nhìn ba người trong một góc khác, anh cũng nhìn thấy vẻ hoang mang phân vân trên mắt của Diệp Tâm. Lời nói của cô có một chút không chắc chắn, lòng của Nghiêm Thành trụn xuống, tới bao giờ chứ? Điện thoại bên hông bỗng nhiên reo lên, nhìn số hiển thị, Nghiêm Thành không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lánh vào một góc khác, đảm bảo không để cho Diệp Tâm nghe được đối thoại của mình. Thế nào rồi? Vẫn đang thu mua cổ phần của Nghiêm Thị, phía Thạch Tổng đã rót ra một số vốn khá lớn cho chúng ta. Phía bên nhà như thế nào? Lão phu nhân cũng đã dặn dò dồn toàn lực, dự định rút vốn, mở hai dự án để tham gia giữ cổ phiếu của Nghiêm Thị. Nỗi sợ hãi của những danh gia vọng tộc là nhìn thấy những thứ mình dày công xây dựng bấy lâu nay sụp đổ. Bà nội muốn giữ lại Nghiêm Thị phải bỏ ra một số vốn rất lớn nằm tranh giành cổ phần với bên ngoài. Nghiêm Thành là đứa cháu đang nấp trong bóng tối, đang có sự hỗ trợ tài chính theo thỏa thuận của anh và Thạch Tư Nhiên. Mọi người đều có lựa chọn và mục đích. Thạch Tư Nhiên từng có trong tay tất cả, nhưng anh ta buông bỏ nó để theo đuổi mục đích trả thù. Khi Hạ Hề cho là mình đã báo xong thù hận, cũng là lúc anh ta đã mất đi tất cả. Trái tim con người mềm yếu nhưng cũng chính là thứ sắt đá nhất nếu như nó đã bị tổn thương. Nhiếp Ân cũng từng sống trong thù hận, không biết rồi liệu có thể tự thoát ra hay không. Làm tiếp chứ. Giọng nói phía bên kia khiến cho Nghiêm Thành bừng tỉnh. Trước khi gặp Thạch Tư Nhiên, anh đã có một lời hứa. Bây giờ là lúc phải hoàn thành Thạch Tư Nhiên, cũng chỉ là một bước trong toan tính của anh mà thôi. Cứ tiếp tục đi, tới khi gặp bà Thạch, không cần quan tâm tới Thạch Tư Nhiên. Dạ vâng. Tiểu Lạc là một đứa trẻ đáng thương, nhưng nó cũng là một người mạnh mẽ khi lựa chọn. Như Nghiêm Thành vậy, một khi đã quyết định phải nắm chắc phần thắng, phải đi tới bước cuối cùng, dù tổn thương rất nhiều người. Ba ơi! Đào Đào cầm theo giỏ đào chín cây ngọt ngọt, chạy ùa vào lòng của Nghiêm Thành. Khi tiếng cười khanh khách của con gái, Diệp Tâm cũng bước ra vườn, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. Nghiêm Thành cười nhẹ và anh cũng rất ngẩn ngơ khi thấy Diệp Tâm đang mỉm cười. Nụ cười thật tự nhiên, dịu dàng mà Nghiêm Thành đã thấy ngay lần đầu tiên anh gặp cô giữa văn phòng. Lạc Mỹ Viên là một trong những nhà hàng sang trọng nhất của trong vùng. Đa số khách hàng đều là người giàu có. Đây cũng là nơi hẹn hò xưa nay của Nhiếp Ân và Thạch Tư Nhiên. Có lúc hai mái đầu đã cùng chụm lại, tiếng cười tựng vang khắp gian phòng này. Bây giờ vẫn là hai con người năm cũ, chỉ là mắt đã nhuốm bao nhiêu oán hận, nước mắt đã rơi, vùi lấp một mảng tình. Tiểu Lạc, không phải là con của anh. Nhiếp Ân không muốn giấu giếm nữa, con người này vốn đầy toan tính, lại có không ít thủ đoạn. Cô dù không còn giống như cô gái ngây thơ, chỉ biết tình yêu ngày trước, song so về thủ đoạn, toan tính vẫn không thể so sánh với Thạch Tư Nhiên. Vậy mà anh ta lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ lặng lặng nhịn cô. Anh biết chứ, con của chúng ta. Thạch Tư Nhiên đau đớn, đứa con của họ chưa hề được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Tất cả chỉ vì thù hận, tưởng sau khi đạt được mục đích sẽ hạnh phúc, sẽ hả hê nhiều lắm. Song nhịn lại, mình buộc người ta trả giá, thực ra thì mình cũng là người mất đi quá nhiều. Anh đã biết, vậy tại sao? Vẫn để cho Tiểu Lạc, anh muốn gì chứ?
Thời gian gần đây, Thạch Tư Nhiên thường xuyên tới thăm Tiểu Lạc, còn có mấy lần đưa cậu bé về nhà. Bà Thạch cứ tưởng đó là con của anh ta và Nhiếp Ân, cho nên hết lòng yêu thương. Đối với Thạch Tư Nhiên muốn trở lại với vợ cũ cũng không có ý định phản đối, tất cả là vì Tiểu Lạc, cháu nội của bà. Chỉ là một đứa bé thôi, nếu như em muốn cũng có thể tiếp tục nuôi nó, có thể vì nó sẽ tạo thành cầu nối, vì nó mà bà Thạch sẽ không gay gắt phản đối con trai của mình. Nhiếp Ân lại gắn bó với Tiểu Lạc như vậy, làm sao mà. Trong ngôi biệt thự của Thạch Tư Nhiên, bà Thạch không rời mắt khỏi Tiểu Lạc, càng nhìn càng thấy thằng bé đáng yêu. Cháu của bà, vì cháu mà chấp nhận cô ta cũng được. Tiểu Lạc quấn quýt với mẹ như vậy, thật ra thì... Bà ơi! Tiểu Lạc đang mỉm cười với bà, nụ cười như thiên sứ, bừng sáng cả khuôn mặt trẻ thơ. Bà ơi, con nhặt được cái này, là gì vậy bà? Trên tay của Tiểu Lạc là một tập hồ sơ khá dày. Bà Thạch cầm lấy túi hồ sơ, bên ngoài có ghi tên Thạch Tư Nhiên. Là của ba có phải không bà? Bên trong vẻ ngoài thiên sứ là một trái tim lạnh lùng. Người phụ nữ này vô cùng cưng chiều cậu bé. Tuy nhiên sự cưng chiều chỉ dành cho con cháu của mình. Bà ta không hề có ý nghĩa thương hại người khác. Chỉ có bà biết đau, bà biết hận. Nhiếp Ân mất đi gia đình là một nạn nhân trong cuộc trả thù của con trai bà cũng là một chuyện đương nhiên. Giờ đây tay của bà ấy lại đang run rẩy vì kết quả nằm ngoài dự đoán của bà. Bà ơi, có chuyện gì vậy chứ? Bà ơi! Đó là một bản kết quả xét nghiệm. Kết quả cho biết, sau một tai nạn, Thạch Tư Nhiên đã không còn khả năng sinh con. Vậy thì Tiểu Lạc thực sự là... Bà ơi, bà sao vậy chứ? Khuôn mặt của bà Thạch tái xanh rồi lại đỏ ửng, trái tim như bị ai bóp chặt. Tiểu Lạc vẫn tiếp tục vở diễn của mình. Bà mệt hả bà? Để con gọi điện thoại cho ba nhá. Nha bà. Ờ, không. Không được, không cần đâu. Bà Thạch cắt ngang lời của Tiểu Lạc, có hơi sáng giọng. Nhưng không gọi cho ba thì không gọi cho mẹ con được đâu. Đôi mắt của Tiểu Lạc vẫn trong veo, lời nói lại tỏ ra vẻ bí ẩn. Con nói cho bà nghe một bí mật này nha. Mẹ con không có thích bà đâu, nhưng mẹ lại nói con phải cố gắng lấy lòng bà, làm cho bà thích con. Bà phải thực sự thích con. Người phụ nữ này rất dễ bị kích thích. Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt biến đổi, không còn bình tĩnh nổi, mà trong lòng không hề gợn sóng. Trong lần lừa gạt này lại có thể cho bà ta nếm mùi cay đắng, cũng là một cảm giác không tồi. Mẹ con nói như vậy thật sao? Nói như vậy thật sao? Dạ, nhưng bà ơi, bà không kể cho mẹ con nghe được đâu nhá. Ba cũng vậy. Tiểu Lạc gật đầu, rồi sau đó lại tỏ ra sợ hãi, cuống quýt mà thấy gió. Tự nhiên à, ba con cũng biết chuyện này sao? Dạ, con nghe ba và mẹ nói, cứ cố gắng lấy lòng bà là được, phải làm cho bà thương Tiểu Lạc thì... Tiểu Lạc tỏ ra vẻ hồn nhiên. Thì mới dễ qua mặt, dễ lừa gạt ta có phải hay không? Cơn giận của bà Thạch đã lên tới đỉnh điểm, bất thình lình bóp mạnh vai của Tiểu Lạc, giọng hất cao. Hai mẹ con, xem ta là bà già lũ lẫn, cô ta, hổ ly tinh đó, cô ta... Nhất định là vẫn còn ghi hận chuyện cô ta bị Tư Nhiên cướp đi tất cả. Hôm nay cô ta trở về, bày ra một đứa con không máu mủ cùng với họ Thạch, mục đích cuối cùng nhất định là... Bà, không được nói mẹ con là hồ ly tinh! Tiểu Lạc vùng vẫy, bất thình lình mà hét lên. Mẹ của con không phải là hồ ly tinh, mẹ của con! Cậu bé bất ngờ thay đổi, khuôn mặt thanh tú trở nên âm u, môi nhếch lên, không có vẻ gì giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Là do ba bám theo mẹ. Ba nói với mẹ, cứ nói con là con trai của ba mẹ là được. Ba nói, ba không sinh con được. Con của mẹ cũng là của ba. Con của ba mẹ thì... Những gì mà Tiêu Lạc nói ra ngay sau đó khiến cho bà Thạch gần như ngã quỵ. Thật sự thì... Con của ba mẹ đã chết rồi, bà có biết hay không? Bị hại chết đó. Mẹ con nói là do quả báo. Bà chọn đời sẽ không có cháu. Bà chỉ là một bà già ích kỷ mà thôi. Một bà già cô độc. Mẹ tôi tội nghiệp bà, cũng tội nghiệp bà. Ngay cả con bà cũng muốn gạt bà. Còn bà còn không muốn nói chuyện, không muốn ở gần bà nữa. Điểm yếu của Thạch Tư Nhiên, nếu như có, chính là Nhiếp Ân và người phụ nữ này. Một người phụ nữ chỉ nhìn thấy bất hạnh của mình. Bà ta không đủ bao dung, không đủ tình thương để cảm thông cho người khác. Kích thích bà ta là một chuyện hết sức dễ dàng. Tiểu Lạc nhìn bà ta ôm ngực, khuỵu xuống với vẻ bình thản. Song giọng nói khi gọi cấp cứu lại tràn đầy lo sợ, còn có đứt quãng. Nhờ cấp cứu tới nhà gấp. Bà rượt con, bà té rồi. Nếu như xe cấp cứu không kịp tới thì sao chứ? Bà ta liệu có chết hay không? Không quan trọng, bao nhiêu năm cùng với Nhiếp Ân hợp tác, hôm nay đối tượng bị lừa đảo lại có cả phận cô. Vì mục đích bất chấp thủ đoạn,
dù sao Tiểu Lạc cũng đã bước lên rồi. Thạch Tư Nhiên nhận được điện thoại, vội vã vào trong bệnh viện. Nhiếp Ân cũng đi theo anh ta, khuôn mặt tái mét, lo lắng không tránh khỏi, vậy mà nói là đã quên hay sao? Tiểu Lạc ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu đã lâu, bà Thạch phát bệnh, hiện thời đã qua cơn nguy hiểm, chỉ tiếc là... Cô ta, bảo cô ta ra ngoài ngay, ra ngoài! Bà Thạch vừa mới nhìn thấy Nhiếp Ân đã hét lên giận dữ, nỗi đau bị lừa gạt, phần lớn đến từ việc có quá nhiều hy vọng. Tiểu Lạc đáng yêu như vậy, tại sao lại không phải là cháu của bà chứ? Thạch Tư Nhiên là đứa con trai duy nhất, không lẽ nó lại trở nên như vậy hay sao? Mẹ à, nói cho mẹ biết. Tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, đầu ong ong đau đớn, nhưng bà Thạch vẫn cố gượng gọi con. Cái đó, có thật hay không? Là sao hả mẹ? Chuyện đó, chuyện con không thể có con. Thạch Tư Nhiên khựng lại, anh ta nhớ tới, lúc nãy khi nhìn thấy ở nhà có một tập giấy tờ, giấy gì đây, sao lại có thể khiến cho mẹ kích động như vậy chứ? Rốt cuộc là... Tiểu Lạc à? Tiểu Lạc nằm gọn trong lòng của Nhiếp Ân, thản nhiên lau nước mắt cho cô. Chị gái gần đây rất thích khóc, vậy mà cứ luôn miệng bảo sẽ che chở cho người ta, thật là... Em muốn gì? Thạch Tư Nhiên thỉnh lỉnh xuất hiện, trên tay là một tập hồ sơ. Nhiếp Ân chưa kịp đứng dậy, mớ giấy tờ đã tung tóe dưới sàn nhà. Em giải thích đi. Mỗi người đều có một giới hạn, một cấm kỵ nhất định. Trong lòng của Thạch Tư Nhiên, đó là mẹ của anh ta. Bà Thạch chờ mong cháu, dù bà có là người toan tính, đối xử khắc nghiệt, có ghét bỏ Nhiếp Ân đi chăng nữa, bà cũng là người thân duy nhất trong đời, là điểm yếu chí mạng trong lòng của Thạch Tư Nhiên. Ai động đến bà cũng không được, cho dù đó có là người con gái mà anh ta yêu. Anh ta có làm lỡ cả cuộc đời của cô gái ấy vì thù hận, mà thù hận này trở nên sâu nặng. Phần lớn cũng là do người mẹ đã không ngừng gieo vào đầu của Thạch Tư Nhiên. Giải thích gì chứ? Báo cáo được làm rất công phu, còn có con dấu của bệnh viện lớn. Nghề của em là nghề lừa đảo, tạo ra hồ sơ y khoa, báo cáo tôi vô sinh, thực sự là em muốn gì? Tiểu Lạc dù trưởng thành, con lớn cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó lại làm tổn thương mẹ của Thạch Tư Nhiên. Anh ta không hề yêu thương Tiểu Lạc, hắn sẽ làm gì thằng bé dám chạm tới mẹ của hắn đây? Ba ba! Tiểu Lạc bỗng nhiên kêu lên, Thạch Tư Nhiên kinh ngạc. Tiếng ba ba khiến anh ta như tê liệt, đáng lẽ ra. Ba ba ơi, ba ba đừng giận mẹ mà, mẹ không biết gì hết. Con người bảo Tiểu Lạc đưa cái đó cho bà nội coi. Bà nội coi xong sẽ không còn tức giận với mẹ nữa. Tiểu Lạc không biết là bà nội là như vậy. Xin lỗi ba ba mà. Thạch Tư Nhiên cũng từng đóng kịch, nhưng chỉ đóng khi lớn. Anh ta không biết trong thế giới của những kẻ lừa đảo, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là ai diễn giỏi nhất, ai là người đưa người khác vào mê cung lừa đảo của mình. Nhiếp Ân cũng không đoán được hành động và suy nghĩ của Tiểu Lạc. Đây dù có là một vụ làm ăn riêng đi chăng nữa, thì ai là người thuê Tiểu Lạc chứ? Là người nào đang thao túng mọi chuyện? Báo cáo vô sinh của Thạch Tư Nhiên thật ra nhằm mục đích gì? Ai? Là ai đã làm như vậy? Ai muốn con? Là một ba ba. Tiểu Lạc lắc đầu, giọng vẫn còn sợ hãi. Bà bạn nói chỉ cần chọc cho bà nội tức giận, bà nghĩ là mẹ làm sẽ không ăn hiếp mẹ. Bà ấy cũng cho tiền Tiểu Lạc nữa. Tiểu Lạc có rất nhiều tiền, có thể làm nhiều thứ, rất rất nhiều. Tiểu Lạc, một khi vẫn còn chưa buông bỏ khuôn mặt nạ ngoan ngoãn yếu ớt đó xuống, Tiểu Lạc vẫn đang đóng kịch, vai diễn đang thành công hay sẽ thất bại, dự cảm không lành tràn ngập khắp người của Nhiếp Ân. Không ngờ Thạch Tư Nhiên lại đột ngột mỉm cười. Anh ta rút ra một tấm ảnh trong đống hồ sơ mang theo trong cặp tác của mình. Là bà già này, có phải hay không? Ừ, đúng rồi à, chính là bà này. Có chú này nữa. Trong phòng của Tiểu Lạc còn có tiền của bà ấy cho. Được rồi. Thạch Tư Nhiên ra hiệu, hai vệ sĩ phía sau tiến tới khóa chặt tay của Nhiếp Ân và Tiểu Lạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai người, anh ta hất hàm. Đưa hai người này về biệt thự, tôi có bận chút việc. Phản ứng tiếp theo của Nhiếp Ân thật dữ dội, cô la hét muốn thoát khỏi, cô muốn đi thật xa. Một miếng khăn có thuốc mê phủ lên trên mặt của Nhiếp Ân, Tiểu Lạc trợn tròn mắt. Thạch Tư Nhiên đỡ lấy thân hình nhỏ bé ôm vào trong ngực. Nghĩ trăm phương nghìn kế, cuối cùng lại có một con đường phải đi mà thôi. Vệ sĩ đưa hai người ra ngoài, Thạch Tư Nhiên cầm lấy điện thoại, ra ngoài hút thuốc, mãi lâu sau mới trở vào. Ai Bình? Dạ. Đi nói với người họ Nghiêm biết, chúng ta sẽ hỗ trợ tài chính cho họ, chỉ cần... Chiêu mượn dao giết người này cũng rất lợi hại, Nghiêm Thành hỡi Nghiêm Thành, tôi cũng muốn biết anh bày ra bao nhiêu chuyện, rốt cuộc là có mục đích gì chứ. Nghiêm Thành và Diệp Tâm ở quê, tận hưởng cuộc sống nông nhàn rỗi. Anh cùng với cha vợ ra đồng bón phân, cũng học được cách thụ phấn cho hoa năng suất cao nhất.
Mỗi buổi chiều, ông Diệp, cậu của Diệp Tâm và Nghiêm Thành sẽ cùng nhau trở về nhà, nơi có ba người phụ nữ đang chờ đợi với mâm cơm đơn giản nhưng ai cũng ăn tới mấy chén cơm. Buổi tối Đào Đào quấn quýt với ba một lúc rồi mới chịu đi ngủ. Nghiêm Thành ôm lấy con gái, ngọt ngào kể chuyện. Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, từ thuở ấu thơ, anh chưa bao giờ được ai đó kể cho nghe. Anh còn mệt không? Diệp Tâm nhẹ nhàng bưng lu nước mát mới nấu vào trong. Nghiêm Thành cầm lấy, kéo khẽ cô ngã vào trong lòng. Anh còn tự tốn áp mặt vào mái tóc thơm ngát của cô nữa. Không mệt, nhưng sắp tới thì có lẽ không còn được như vậy nữa rồi. Diệp Tâm im lặng, cô biết vì mình mà Nghiêm Thành đã trở mặt với bà nội. Cô ruột của anh hiện đang ở trong tù, Nghiêm thị tạm thời do Thẩm Thanh Dương tiếp quản. Anh ta được sự hậu thuẫn của Âu thị đang dần dần giành lại một số hợp đồng lớn, tuy nhiên vốn không đủ để triển khai. Nhưng thông tin mới nhất cho biết Thạch Tư Nhiên đã đồng ý cho Nghiêm thị vay một số tiền lớn. Giá cổ phiếu của Nghiêm thị đã tăng trở lại, số lượng cổ phiếu bị bên ngoài thu mua đang từ từ được Thẩm Thanh Dương thu hồi lại, hiện nay chỉ còn khoảng 10%. Nghiêm Thành cười khẽ, trận chiến với một số người vừa mới nhập cuộc chỉ mới bắt đầu, song thực tế đã được chuẩn bị từ rất lâu. Giá cổ phiếu hiện đã tăng lên 18 đồng, tăng gấp đôi so với trước. Lượng cổ phiếu bên ngoài nắm giữ khoảng bao nhiêu? Khoảng 5%, tăng giá thu mua. Bên phía Thẩm Thanh Dương có sự hỗ trợ từ hai tập đoàn lớn, nhất định sẽ tìm mọi cách để giành lại số cổ phần này. Thạch Tư Nhiên vốn nghĩ thế lực bí mật đang thu mua cổ phiếu của Nghiêm thị chính là Nghiêm Thành, mục đích là giành quyền kiểm soát cả tập đoàn. Đôi khi kẻ đang nắm giữ trong tay quá nhiều lợi thế lại là một bất lợi, nhất là với một người đã quen được hỗ trợ, đã quen với mọi thứ được sắp đặt trước như Thẩm Thanh Dương. Diệp Tâm không biết tới tình hình hiện tại của Nghiêm thị, nhưng cô hiểu ý nghĩa lời nói của Nghiêm Thành. Cô để yên tay của mình trong bàn tay rám nắng của anh. Em sẽ không đi đâu nữa, em và Đào Đào sẽ ở lại đây. Chờ anh về, chờ anh với bình yên và hạnh phúc. Ngày xưa cô đã từng đánh mất, nhưng tạo hóa hiện giờ lại đang trả cho cô nhiều hơn như thế. Có Nghiêm Thành, có Đào Đào, có ba mẹ, cuộc sống thật bình an. Vui vẻ mà sống, sống cạnh người thân, đó chẳng phải là hạnh phúc tột cùng của kiếp người trên cõi nhân sinh hay sao? Nghiêm Thành cười khẽ, lần đầu tiên anh cúi xuống. Cũng là lần đầu tiên Diệp Tâm nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh, dịu dàng nồng nàn tới ngây ngất. Giá cổ phiếu của Nghiêm thị đã tiếp tục tăng lên, giá trị 5% cổ phiếu từ bên ngoài cũng tiếp tục được nâng lên, 20 đồng, 25 đồng, rồi 30 đồng. Thẩm Thanh Dương nhìn báo cáo của trợ lý mà trong lòng khấp khởi, tính ra phía bên kia chỉ còn chưa tới 10% cổ phần, dù thu mua thêm cũng không tạo thành uy hiếp với các vị chủ tịch hội đồng quản trị. Tạm thời thì... Thưa giám đốc, hiện nay bên ngoài lại đang có người bán cổ phiếu của chúng ta ồ ạt, bên thu mua. Cái gì chứ? Số cổ phiếu bán ra chỉ có giá trị lên tới 7% cổ phần. Nếu như bên kia mua được, vậy thì... Lập tức mua vào cho tôi. Nhưng thưa giám đốc, giá bây giờ đã là 35 đồng. Mua vào, giá như thế nào cũng phải mua vào. Vị trợ lý vâng giả rồi vội vàng ra ngoài truyền đạt lại. Số vốn hỗ trợ của Thạch Tư Nhiên khá lớn, nhưng giá cổ phiếu tăng vùn vụt. Nếu như tiếp tục thu mua thì chẳng bao lâu nữa. Trong một căn phòng nhỏ, một dáng bóc cao lớn lười biếng tựa vào thành ghế, trên tay của anh ta vẫn là tấm hình của người thiếu nữ, tấm ảnh dạng người hạnh phúc khoác vai một cậu bé con. Một dòng tin vừa xuất hiện trên mạng internet, anh ta liếc qua, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lên một tia trào phúng lẫn thương xót. Trả thù kèm theo là bao nhiêu sự hy sinh. Lừa đảo cũng là một nghề nghiệp, nhưng xưa nay trong giới lừa đảo chưa ai dám dùng mạng của mình để đặt cược cho thành công của một vụ dối lừa. Khang Lạc 11 tuổi, thiên tài trong giới lừa đảo, là kẻ đầu tiên. Thạch Tư Nhiên đang trong tình trạng vô cùng mâu thuẫn, vừa hận vừa không muốn mất Nhiếp Ân. Cách duy nhất anh ta nghĩ ra được chính là khống chế hai người, mang sự an toàn của Tiểu Lạp nhằm khống chế Nhiếp Ân ở lại với mình. Thế nhưng... Em luôn muốn Nhiếp Ân được hạnh phúc, có phải hay không? Hạnh phúc nhất của chị ấy là từ bỏ được tình yêu với Thạch Tư Nhiên. Bao nhiêu năm rồi chứ, dù sống bằng nghề lừa đảo, khoác lên mình bao nhiêu ngụy trang đi nữa, Nhiếp Ân vẫn là một cô gái yếu đuối ngày đó. Sự yếu đuối đến từ tình cảm, sự lưu luyến, nỗi hận thù với Thạch Tư Nhiên. Ân Ân, em sẽ trốn ra ngoài. Em sẽ ra ngoài tìm anh Khang tới giúp chị, anh ấy sẽ giúp chúng ta. Nhiếp Ân bị nhốt trong căn phòng lớn, Tiểu Lạc ở bên ngoài chỉ có thể đưa vào một mẩu giấy. Cô đọc nội dung, sự lo lắng càng trào dâng. Tiểu Lạc đã gạt anh ta một lần, nếu như bị Thạch Tư Nhiên phát hiện ý định bỏ trốn, chỉ sợ là... Cậu nhóc, quay lại đi. Tiểu Lạc không hề bị giọng nói lạnh lùng của Thạch Tư Nhiên làm cho sợ hãi. Hiện nay cậu bé đang trèo qua ban công ở tầng 3, cách mặt đất rất xa. Chú Thạch! Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Thạch Tư Nhiên đã xem qua hồ sơ của thám tử.
con của anh ta bị sảy là do bệnh mộng hoa gây ra. Vậy mà trong lúc đó, Thạch Tư Nhiên lại không hề hay biết. Nhiếp Ân mất đi đứa trẻ vô cùng đau khổ. Nếu như nó còn sống, có lẽ cũng cỡ tuổi Tiểu Lạc, cũng có vóc dáng tương tự như thế này chăng? Mẹ của chú sẽ không để cho Ân Ân vui vẻ, hà tất phải miễn cưỡng làm gì chứ? Chuyện người lớn có những việc. Người lớn đôi khi rất ngốc, trẻ con lại có lợi thế, dám làm những việc mà người lớn không dám làm. Cậu bé thình lình lao tới chỗ của Thạch Tư Nhiên đang đứng, các vệ sĩ ngăn lại, có người còn ôm chặt lấy Tiểu Lạc, cậu nhóc vùng vẫy kịch liệt. Nếu như có ai tự sao quan sát, dễ dàng cho rằng một đám người lớn hiếp đáp một đứa trẻ con. Tiểu Lạc bị khống chế rồi đặt xuống đất, bất thình lình cậu nhóc vùng dậy, cắn mạnh tay vào người gần nhất, chạy ra phía ban công. Một nụ cười nhếch lên lạnh lẽo trên môi của Tiểu Lạc, Thạch Tư Nhiên thoáng dùng mình không kịp phản ứng. Đám vệ sĩ cũng cứng lơ người khi nhìn Tiểu Lạc lao nhanh ra khỏi ban công. Tầng 3 rất cao, phía dưới là một hồ bơi, nhưng khoảng cách xa như vậy vẫn có thể gây ra tổn thương. Tiểu Lạc còn nhỏ, thể lực có thể chịu nổi hay không chứ? Ầm, từ bên ngoài một đám người tràn vào biệt thự, ai đó mới nhảy xuống hồ bơi, kéo Tiểu Lạc lên. Cậu nhóc này mặt mày nhợt nhạt, nhưng vẫn nhận ra người vừa cứu mình chính là Khang Kỵ Bách, đôi mắt tím ngắt run rẩy. Chị Ân Ân bị nhốt, hãy cứu Ân Ân. Ngay từ đầu, Nghiêm Thành đã nhắm tới Thạch Tư Nhiên. Nghiêm Thành muốn cắt đứt mọi đường lùi của Nghiêm Thị, phải dẹp đi chướng ngại vật là Thạch Tư Nhiên. Tiểu Lạc chỉ đồng ý hợp tác với anh nếu như Nghiêm Thành giúp cậu ta khiến Thạch Tư Nhiên phải trả giá. Chỉ có cách đưa anh ta vào tù, Nhiếp Ân mới không bị nguy hiểm và bất trắc nữa. Cô có thể đi đâu đó thật xa. Nếu như em có thể giúp anh ta, khiêu khích anh ta bắt giữ Nhiếp Ân, chúng ta sẽ có cơ hội buộc Thạch Tổng giam giữ người trái phép, bắt cóc, tạo thành một vụ scandal lớn. Tới lúc đó thì chủ tịch bị bắt, giá cổ phiếu của Minh Thị sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thạch Tư Nhiên lo cho mình còn không xong, chắc chắn không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Nghiêm Thị. Giá cổ phiếu của Nghiêm Thị lại được nâng quá cao như vậy, không có nguồn lực tài chính hùng hậu hỗ trợ, tin chắc sẽ không trụ được lâu. Số cổ phiếu được bên thứ ba thu mua từ trước đó, nhân lúc Nghiêm Thị đẩy giá lên cao, sẽ được âm thầm bán ra, kiếm lợi không nhỏ. Tình thế hiện tại rất bất lợi cho Nghiêm Thị, như tiếp thêm dầu vào lửa, kéo giá cổ phiếu xuống thấp. Bên thứ ba nhân cơ hội này thu mua với giá rẻ mạt, tạo nên một cú phản công ngoạn mục, lấy tiền của chính Nghiêm Thị để đoạt quyền lãnh đạo của tập đoàn này. Tại ngôi làng nhỏ, Nghiêm Thành cầm điện thoại, phía bên kia là giọng nói run rẩy gần như van xin của Nghiêm lão phu nhân. Thành Thành, nội xin con mau về đi, nhà ta. Tim của anh nhói lên một chút, nhà ta, nơi đó có gì chứ? Người cha luôn xem anh như kẻ xa lạ, một người mẹ như một cái bóng âm thầm. Nghiêm gia nuôi anh lớn, nhưng nếu như Nghiêm Thành không có giá trị sử dụng, anh cũng sẽ bị đẩy vào một góc. Quan hệ gia đình nhạt nhẽo, tựa như buôn bán, tựa như hai kẻ đồng hành hợp tác để cùng tồn tại. Chỉ là... Con xin lỗi, nhưng con không còn cách nào khác. Con không còn làm việc ở Nghiêm Thị nữa. Hôm qua Nghiêm Thành đã nhận được hồi đáp từ công ty ở Hồng Kông, đồng ý nhận anh vào làm việc. Anh không còn là giám đốc của Nghiêm Thị, cũng không có bất cứ dính dáng gì tới quyền lợi và trách nhiệm của tập đoàn này nữa. Lương tháng của Nghiêm Thành là 60.000, con số không lớn, nhưng với gia đình một vợ một con vẫn có thể đủ. Số tiền tích lũy trong tài khoản cũng có thể xem như khoản dự trữ lúc khó khăn. Đường lùi đường đi tới đều được dự tính hoàn hảo. Cuộc sống bình lặng là một hạnh phúc mà Nghiêm Thành chờ đợi suốt thời gian qua, không phải ngắn, cũng không phải đánh đổi bằng ít gian nan. Thế nhưng trái ngược với tâm trạng của đứa cháu trai, Nghiêm lão phu nhân tay chân lẩy bẩy, nhìn điện thoại mà chân chối. Thẩm Thanh Dương sau khi đánh mất quyền kiểm soát ở Nghiêm Thị lại bị vạch trần không ít chuyện trong việc kê khống tài chính, gian lận thương mại, còn có cả hối lộ để giành lấy các hợp đồng lớn. Nghiêm Thành không phải trước đây không thực hiện những chuyện ấy, nhưng kể từ sau khi anh tự chức, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài có lời đồn Nghiêm Thành phát hiện ra sai sót của Nghiêm Thị, xảy ra bất đồng cho nên mới tự chức. Thẩm Thanh Dương chỉ là kẻ bất tài. Nghiêm Thị mỉa mai thay lại không còn do Nghiêm làm chủ nữa. Hiện nay đã có người nắm giữ tới 37% cổ phiếu, chính thức tiếp nhận Nghiêm Thị làm chủ tịch tập đoàn. Cánh cửa phòng họp của Nghiêm Thị mở rộng, nhưng ánh mắt dồn hết vào bước chân của người vừa bước vào. Cả Phúc Khanh! Trái tim của Nghiêm lão phu nhân như ngừng đập, bên trong cũng có không ít tiếng lao xao. Trợ lý của Nghiêm Thành, vậy mà mọi bí mật trong Nghiêm Thị anh ta đều nắm hết. Những hợp đồng mờ ám đều đã được xử lý gọn ghẽ, với phần trách nhiệm chẳng liên quan gì tới Nghiêm Thành và anh ta. Lão phu nhân, khốn nạn! Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, lão phu nhân thật giận dữ, nuôi ong tay áo, bà thực sự không ngờ tới. Tạ Phúc Khanh không để ý tới sự thù địch trong mắt của những người trong Nghiêm gia, gương mặt của anh ta bình thản, khóe
khóe môi ẩn hiện như cười như có, như không. Cuối buổi họp, bất ngờ luật sư của Tạ Phúc Khanh lên tiếng, lời nói ngắn gọn nhưng lại làm không khí trong phòng họp một lần nữa như muốn nổ tung. Kính thưa các vị, hiện tại anh Tạ đang nắm trong tay 37% cổ phần của Nghiêm Thị, chính thức nắm giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng anh ấy cũng có nguyện vọng trong thời gian 10 năm, đợi đến khi cậu Nghiêm Mạnh Quan tốt nghiệp đại học, sẽ thừa hưởng toàn bộ cổ phần này. Văn bản này đã được lập, anh ta sẽ giữ quyền giám hộ cậu Nghiêm cho tới khi tròn 18 tuổi. Cái gì chứ? Nghiêm lão phu nhân và những người con có mặt trong phòng đều sửng sốt. Tạ Phúc Khanh muốn gì khi đột ngột trao lại toàn bộ cổ phần, còn đòi quyền giám hộ Mạnh Quan chứ? Cậu không có quyền, Mạnh Quan tại sao lại giao cho cậu giám hộ chứ? Cậu... Vì anh Tạ Phúc Khanh là cậu ruột của Nghiêm Mạnh Quan, mẹ của cô ấy. Cô Tạ Uẩn Đình là chị ruột của anh Tạ. Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trong quá khứ, Nghiêm lão phu nhân run lên bần bật. Bà từng khinh khi cô gái đó, đôi mắt trong trẻo như mặt nước, rất giống như Tạ Phúc Khanh. Khi anh ta gỡ kính ra, mọi người trong phòng họp đã lui ra. Tạ Phúc Khanh lặng lặng tiến tới, Nghiêm lão phu nhân lại lùi lại đằng sau. Anh Dê là người tốt nên tôi vẫn để Mạnh Quan theo họ quanh ấy. Tôi cũng không có truy cứu chuyện cũ. Còn nếu như bà muốn mọi người đều biết Nghiêm gia là một gia tộc giết người như ngóe, từ Nghiêm tiểu thư cho người bịt miệng nạn nhân bị cưỡng hiếp, đến cậu ba thuê người bắt cóc muốn làm nhục chị tôi, khiến anh rể vì bảo vệ vợ con mà cũng bị vợ lây, để xem quan tòa có dám giao Mạnh Quan cho một gia đình như vậy nuôi dưỡng hay không. Nghiêm Thành đã hứa để cho Tạ Phúc Khanh trả thù, anh cũng không làm gì nhà họ Nghiêm cả. Họ khinh khi chị nghèo hèn không xứng với con của họ, vậy thì để cho họ mất đi thứ mà họ tự hào nhất, tiền tài danh vọng, buộc họ đứng ở vị trí bị khinh rẻ ngày nào, vậy đã là một cái kết cục bi thảm lắm với những con người kiêu ngạo đó rồi. Anh ơi! Giọng nói trong trẻo như chuông ngân của Đào Đào đã đánh thức Tiểu Lạc. Khi mở mắt ra đã nhận thấy bên cạnh còn có Nhiếp Ân. Anh ơi! Đào Đào đến cùng với mẹ, Diệp Tâm cũng vừa mới tâm sự với Nhiếp Ân xong. Bé con! Tiểu Lạc cười khẽ, vuốt lên gò má non mịn. Bé con như thiên thần trong sáng, chỉ mong từ nay em luôn hạnh phúc, có một gia đình thực sự thuộc về em. Còn anh, cửa phòng bệnh bật mở, Khang Kỵ Bách bước vào. Không có gì đáng ngại nữa, chiều nay sẽ được xuất viện. Mỗi người một ngả, Tiểu Lạc nhắm mắt, 11 tuổi, tiếp tục nghề lừa đảo, có lẽ cũng là số phận của cậu rồi. Lúc này, các bạn học của con vừa tới. Khang Kỵ Bách bỗng lên tiếng. Hà và Quà, ba để ở đằng kia. Ba. Đóng kịch. Chỉ là đóng kịch thôi sao? Sau khi Đào Đào và bố mẹ rời khỏi, tất cả sẽ không còn nữa. Anh ơi, anh nhớ ăn uống nhiều vậy nha. Đào Đào về đây, ngày mai Đào Đào sẽ ghé thăm anh nữa. Khi em quay trở lại, anh sẽ không còn ở đây nữa đâu. Em là một thiên sứ nhỏ, còn anh không có chỗ để về. Không khí yên tĩnh sau khi mẹ con Đào Đào đi đã trở nên yên tĩnh. Nhiếp Ân cũng không nói gì. Tôi đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, sẽ chuyển về làm việc ở khu Giác Đông. Chúc mừng anh. Nhiếp Ân nhẹ giọng đáp lại, cô như đang ở trong giấc mộng. Thạch Tư Nhiên, Khang Kỵ Bách, Tiểu Lạc, Tạ Phúc Khanh đã thay Nghiêm Thịnh giải thích cho cô mọi chuyện, để trả thù dùm Nhiếp Ân, để Thạch Tư Nhiên không thể quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Tiểu Lạc đã chấp nhận liều một ván, đường nhóc ngốc nghếch, em lừa người thì được, làm sao có thể lừa được chị chứ? Trong lòng em từ lâu đã xem chị như là một chỗ nương tựa, chỉ có chị ngốc nghếch, yếu đuối khiến cho em phải khổ sở thật nhiều. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, chúng ta cũng nương tựa vào nhau. Như mấy năm nay, khi buồn khổ nhất, chị có ta với nhau. Lương tháng hiện tại của tôi là 32.000, tôi có một căn hộ nhỏ. Ba mẹ tôi đều là vương chức về hưu, cũng không phải là người hẹp hòi gì. Tôi đã nói chuyện của em cho họ nghe, nói là em còn có một đứa con trai 11 tuổi. Chồng cũ của em không tốt, ba mẹ tôi cũng không để ý gì. Nhiếp Ân kinh ngạc nhìn Khang Kỷ Bách, Tiểu Lạc nhíu mày. Thật ra thì chúng ta là một gia đình không thể. Nhiếp Ân, Tiểu Lạc cũng cần có một người cha. Cuộc sống của Khang Kỵ Bách rất đơn giản, đi theo anh sẽ không phải lừa lọc giả dối nữa, cũng không hẳn là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi Nhiếp Ân mất tích, Khang Kỵ Bách đã vô cùng lo sợ. Chuyện của cô và Thạch Tư Nhiên, anh tất nhiên hiểu rõ. Tình sâu nghĩa nặng, nếu như Nhiếp Ân yếu lòng trở lại, anh cũng chẳng biết mình phải làm sao. Giờ đây chỉ có thể nói thẳng, điều duy nhất Khang Kỵ Bách hơn Thạch Tư Nhiên là anh có một gia đình tốt, ba mẹ hiền hòa, hiểu chuyện, họ thương con, thương cả những gì mà con chọn lựa. Chỉ cần Nhiếp Ân làm con của mình hạnh phúc, cho dù cô từng có con riêng đi nữa, họ vẫn sẽ thương cô, chấp nhận cô. Tiểu Lạc cũng sẽ có một nơi nương tựa. Thằng bé cũng chỉ có 11 tuổi, thiên tài lừa gạt thì sao chứ? Gạt được người, song liệu có gạt được mình hay không?
Anh suy nghĩ kỹ rồi sao? Tiểu Lạc chợt hỏi. Khang Kỵ Bách là cảnh sát, hai người lại là kẻ lừa đảo, vậy thì... Giấy tờ của em hiện nay cũng là mang họ của tôi mà. Tôi có vài người bạn làm việc bên hộ tịch, kết hôn xong là nhập khẩu ngay. Tay của Nhiếp Ân run run, cô cũng chưa quyết định được Thạch Tư Nhiên là quá khứ, Khang Kỵ Bách là hiện tại. Với quá khứ, niềm đau có cả tình yêu sâu nặng. Nhưng cô hiểu hơn ai hết, mình đã không thể quay trở lại. Mẹ của Thạch Tư Nhiên, ba của cô, đứa con chưa chào đời của họ, vĩnh viễn là bức tượng ngăn cách hai người. Đối với Khang Kỵ Bách, tôi và Tiểu Lạc không cần... Hai người qua thời gian đều sống bằng nghề lừa đảo, không có tôi ở bên cạnh, có thể quay về nghề cũ, đi theo tôi đi. Đây là lần đầu tiên trong đời Khang Kỵ Bách mặt dày như vậy. Anh nắm lấy tay của Nhiếp Ân, giọng cũng nhẹ đi. Tôi xin em đấy, Ân Ân, hai người đi mất, tôi từ nay biết sống thế nào đây. Cuộc đoàn tụ của hai cậu cháu Tạ Phúc Khanh lại chẳng có mấy điểm cảm động. Tạ Phúc Khanh không muốn Mạnh Quan phải như mình năm xưa sống ở trong thù hận nữa. Dù sao nhà nội cũng đã nuôi dưỡng thằng bé, Nghiêm Lãng phu nhân yêu thương nó, ân tình đó không phải nói chấm dứt là sẽ chấm dứt ngay. Con đến ở với cậu nha. Mạnh Quan khựng lại, rời khỏi Nghiêm gia, không phải cũng đã từng mong như vậy hay sao chứ? Con cứ nghĩ cho kỹ, cậu chỉ sống có một mình. Nghiêm Lãng phu nhân sau sự kiện ở công ty tái phát bệnh tim, hiện đang nằm trong phòng hồi sức, Mạnh Quan cũng không nỡ rời khỏi bà. Hơn nữa không có Mạnh Bằng, cũng có một chút không quen. Con sẽ ở lại đây, bà nội đang bị bệnh. Cậu bé ngẩng mặt lên đáp, có thể nội sẽ không tỉnh lại, cũng có thể nội sẽ nằm liền một chỗ. Người trong nhà không thể bỏ rơi nhau, chính là trong lúc này. Trong bệnh viện, Nghiêm Thành và vợ con cũng vào thăm Nghiêm Lão phu nhân. Đón chờ họ là sự lạnh nhạt từ những người ruột thịt. Nhưng Nghiêm Thành không hối hận, ngay cả khi đối diện cùng với ba ruột, nhận từ ông ánh mắt lạnh nhạt trách móc, anh cũng chỉ yên lặng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đào Đào. Ba ba ơi! Con gái nhỏ sẽ không bao giờ phải đau lòng như anh trước sự lạnh nhạt của người cha ruột. Anh không thể xé mãi nâng con trong lòng bàn tay được, song sẽ là chỗ dựa, là nơi bình yên nhất trong cuộc đời của con gái khi con nhỏ bé cũng như khi đã trưởng thành. Diệp Tâm nhìn hai cha con đang dừng lại chờ mình với nụ cười rất nhẹ. Con gái đang hạnh phúc, sinh mạng nhỏ trong bụng vừa mới hình thành của cô cũng sẽ vui lắm, bởi vì từ khi còn là một mầm non trong bụng của mẹ, con đã có được một người cha sẵn sàng yêu thương nắm tay con đi hết quãng đời này. Hạnh phúc vô cùng đơn giản, những đứa con hạnh phúc chỉ là khi đi cùng cha mẹ, được hai người nắm tay nhau dẫn qua những con đường luôn tấp nập người đi. Các bạn vừa nghe xong phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.